chư vị đều là bạn tốt của bổn vương, tất cả mọi người không cần khách khí như vậy. đến đây cùng ngồi xuống nào. cách nói và tướng mạo của hình vương làm người ta có cảm giác khác hẳn, rất thẳng thắn và lịch sự, làm cho mọi người không khỏi càng thêm hảo cảm. còn sùng cơ bên cạnh chỉ cười duyên dáng, không hề nói gì. mọi người nghe vậy đều nhìn nhau cười rồi ngồi xuống. bổn vương rất trực tính, có gì liền nói rất thẳng. hình vương vừa mới ngồi ổn định liền mỉm cười nói, những lời này lập tức khuấy động mọi người bảy tám cái miệng đồng thời lên tiếng. Vương gia, có lời gì xin mời cứ giảng dạy. Phải đó, chúng ta đều quen biết với vương gia đã nhiều năm. Tính tình vương gia thế nào, tất cả mọi người đều biết mà. Hiển nhiên trong những lời này thì cũng có lời nói chân tâm, nhưng cũng có những lời bợ đỡ hình vương. Lần này mời các vị tập trung ở đây, một là vì quái bệnh của ái cơ thanh nhi đã khỏi hẳn, với tính cách bổn vương đương nhiên là thích náo nhiệt một chút, phải tổ chức chúc mừng. Thứ hai, bổn vương có một thứ cực tốt, muốn tặng cho các vị. Việc này có thể được hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên của các vị. Những lời này của hình vương nằm ngoài dự kiến của mọi người, không khỏi làm những người hiện diện ở đây xứng lại. Vị vương gia này triệu tập bọn họ lại đây, không ngờ là có yêu đãi muốn đem cho bọn họ, việc này quả thực là không sao hiểu nổi. Ha ha, thanh nhi, nàng nhìn xem, đúng như bổn vương đã đoán trước, mọi người đều có chút giật mình kia. Hình vương thấy vậy, chẳng những không nổi giận mà ngược lại còn nghiêng người cười nói với vị thiếp xinh đẹp của mình. Vị nữ tử xinh đẹp thanh nhi kia nghe vậy cũng khẽ cười vài tiếng, nũng nịu trả lời. Vương gia, bất luận kẻ nào nghe thấy nói vậy, chỉ sợ cũng đều giật mình. Mọi người phản ứng như vậy mới là bình thường đó. Hình vương nghe những lời này của nữ tử, cười hắc hắc, vuốt vuốt bộ râu ngắn trên cằm, hắn liền có chút xấu hổ giải thích với mọi người. Mọi người không cần nghi hoặc, sự tình là thế này, quái bệnh của thanh nhi kỳ thật là do một vị cao nhân mới tới bổn phủ chữa khỏi. Vị cao nhân này có thể hô phong hoán vũ, nuốt lửa nhà băng, là thần tiên chân chính. Hơn nữa, sau khi chữa khỏi cho Thanh Nhi, vị thần tiên đó chỉ liếc mắt là nhận ra con út của bổn vương có tiên căn, có thể lĩnh mộ tiên thuật, liền thu làm môn hạ, không lâu sau sẽ đi tu tiên học đạo. Nói tới đây, trên mặt hình vương nhịn không được vui mừng, lộ ra vẻ đắc ý. Nghe tới đó, trong sảnh lập tức một giọng thất thanh vang lên. Người tu tiên, có phải là những người tu tiên cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết không? nhưng lời này lập tức làm mọi người trong sảnh xôn xao hẳn lên đối với phạm nhân thế tục mà nói thì người tu tiên là cực kỳ thần bí nhưng những người ở đây đều không phải là dân thường đương nhiên đã ít nhiều nghe đồn đại hoặc thậm chí có người có tổ tiên đã từng tiếp xúc với một số tán tu đến như hiện nay bên ngoài cũng đang đồn thổi rằng đại nội hoàng cung có cả người tu tiên bảo hộ điều này khiến cho mọi người càng thêm kính sợ đối với người tu tiên hiện giờ trong sảnh lại được nghe thấy hinh vương phủ có một vị thần tiên sống nhất thời đại bộ phận mọi người đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Tần ngôn nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh, không tự chủ được quay người liếc nhìn Hàn Lập một cái. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt Hàn Lập vẫn như thường, căn bản là chẳng tỏ vẻ gì cả. Thấy vậy, Tần ngôn cũng không dám hỏi nhiều, đành quay đầu lại tiếp tục nghe Hinh Vương nói. Hình vương lúc này thấy tất cả mọi người đã khiếp sợ vì lời nói của mình, liền cười ha hả, tiếp tục nói. Bổn vương đương nhiên cũng đã hỏi qua vị cao nhân này, ngài thừa nhận mình chính là người tu tiên nhưng vì bổn vương cố tâm lưu giữ nên mời nguyện ý ở lại bổn phủ vài tháng, chỉ điểm cho bổn vương một ít đạo dưỡng sinh. Trong khi tán gẫu, bổn vương được biết vị thần tiên nhập thế lần này chủ yếu là muốn đến phàm trần để thu người có tiên duyên làm đồ đệ. Biết được việc này, bổn vương lập tức nghĩ tới chư vị bạn hiếu, liền mời các vị đưa con cháu tới. Không kể nam nữ, vị tiên sư này đều có thể thu nhận. Chờ một chút ta sẽ mời vị ngô tiên sư này ra để xem mặt chúng còn việc có nên hay không còn phụ thuộc vào tiên duyên của bọn chúng. Nếu lời nói lúc trước làm mọi người hâm mộ thì lời hinh vương vừa nói lại như một cái búa lớn nện vào đầu mỗi người, khiến cho bọn họ đều kinh hỉ. Nhất thời, những câu nói cảm tạ ân đức vang lên khắp nơi. Người tu tiên, đó chính là giới thần tiên trên đời này. Nghe nói, chỉ cần tu luyện thành, có thể sống khỏe tới mấy trăm tuổi, thậm chí còn biết tiên pháp tiên thuật. Ai chẳng muốn con cháu mình có đứa may mắn bái sư thành công, như vậy chính là có một hòn núi lớn đỡ sau lưng rồi. Hàn Lập nghe tới đó, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Vốn hắn nghe Hình Vương nói đến thần tiên sống thì còn tưởng rằng đã tìm được tung tích của người ma đạo. Nhưng khi nghe nói người ta muốn thu đồ đệ liền nghĩ rằng không đúng. Chúng muốn đột nhập vào quốc gia để phá hỏng các tu sĩ, vậy làm sao có thể ngang nhiên lộ diện như vậy? Thế này chẳng phải là đưa mình ra làm bia ngắm cho mọi người sao? Trừ phi vị tu tiên giả này là hàn lập đang nghĩ tới đây chợt mọi người kích động hẳn lên vị thần tiên sống kia rốt cuộc đã xuất hiện trong đại sảnh thân mặc đạo bào màu xám râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng hào như trẻ con hoàn toàn giống với cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết với hình tượng như thế này mặc dù tiên sư còn chưa thi triển pháp thuật nhưng quá nửa mọi người ở đây đã tin là thật nhưng hàn lập thấy rõ rằng vị này và vị tiên sư trong bức vẽ cực kỳ giống nhau liền im lặng không nói gì Vị này này rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ mới luyện tới tầng 5, 6 của luyện khí kỳ. Hàn Lập chỉ cần dùng một ngón tay, sợ rằng cũng dễ dàng giết chết hắn. Có thể gặp một vị cao nhân như vậy, những đại nhân vật trong giới phàm nhân đều bao vây lấy ngay, không ai không nói vài câu nịnh nọt, hy vọng vị lão thần tiên này khai ân, thu nạp con cháu mình làm môn hạ. Tần Ngôn đang đứng trước Hàn Lập thấy vậy, cũng không khỏi sốt ruột, còn mấy đứa con cháu đứng sau lại càng tỏ vẻ lo lắng. Bọn họ sợ tới chậm tiên duyên sẽ bị người khác đoạt mất. Tần ngôn đang có chút do so dự, chợt bên tai truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Yên tâm đi, người này không phải là ma đạo, nếu muốn đem con cháu người bái người này làm sư phụ thì tùy ngươi. Ta chỉ là bảo hộ an nguy của tần gia các ngươi thôi. Chẳng qua, tu vi của vị tiên sư này, hắc hắc, thanh âm của Hàn Lập đột nhiên biến mất trong tiếng cười lạnh. Tần ngôn lắp bắp kinh hãi, vội vã nhìn bốn phía, lại phát hiện thấy ngoại trừ mình ra thì những người khác dường như không nghe thấy gì cả. Vị hoa lão ca còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao không đưa đám con cháu tới ra mắt vị tiên sư để thử tiên duyên một lần. Đồng thời vị lão giả họ hò hoa cũng giật mình hiểu được, chẳng trách mình không thể chữa khỏi nổi quái bệnh mà người ta lại làm được. Hóa ra là người tu tiên, vừa nói xong những lời này, lão giả cũng bất chấp tần ngôn và mọi người, cùng đi tới chỗ đạo nhân tóc bạc. Một đôi cháu trai, cháu gái của lão đương nhiên cũng theo sát. mươi 288, Mê Hồn Giao Phong, người cực kỳ cẩn thận từng câu từng chữ như lão giả họ hoa vậy mà rốt cuộc cũng đã động tâm không kiên nhẫn nổi theo lời hàn lập tần ngôn có thể nghe thấy được có chút khinh thường nhưng dù sao người ta cũng thực sự có ý định thu đồ đệ trở thành người tu tiên mà cho nên mặc dù tu vi của vị tiên sư này có thể thấp hắn cũng bất chấp vốn hắn không phải không nghĩ tới việc đem con cháu mình bái hàn lập làm sư phụ nhưng thông qua thời gian tiếp xúc với hàn lập biết người ta không hề có ý định thu đồ đệ vì vậy không thể cưỡng cầu được lại nói khi cha hắn còn sống cũng đã kể rằng lúc tần gia mới phất lên thì vị lý hóa nguyên tiên sinh đã từng đến tần gia một chuyến xem có đệ tử nào có tiên duyên hay không nhưng đáng tiếc là không có ai may mắn cả nên đành thất vọng trở về từ đó về sau vị lý tiên sư khi đến tần gia liền không hề có ý định thu đồ đệ nữa theo cách nói của lý hóa nguyên tiên sinh tiên duyên của hắn và tần gia chỉ trong một thế hệ hậu bối của tần gia và hắn không có duyên phận thầy trò mà hôm nay lại có cơ hội tu tiên trước mắt đương nhiên chắc chắn phải thử một lần nghĩ vậy tần ngôn đã có chủ ý liền nói mấy câu với mấy đứa con cháu đưa chúng đi hàn lập lạnh nhạt nhìn cũng không nói gì một khi hắn đã nhắc nhở tần ngôn mà đối phương vẫn cố tình muốn đi bái sư đương nhiên hắn sẽ không chen vào việc của người khác lại nói tiếp mấy thiếu gia tiểu thư tần phủ này thực sự không hề có linh căn chẳng phải hàn lập không để ý mà trong phàm nhân ở thế tục người có linh căn chỉ có thể nói vạn người không được một thực sự ít tới đáng thương. Hàn lập đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trong đám tần gia đệ tử đang đi tới phía mô tiên sư có một hai người quay lại nhìn hắn, lộ ra bộ mặt cười cợt, vẻ dương dương đắc ý, dường như muốn cười nhạo bộ dáng của hắn. Hàn lập thấy vậy cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Hiển nhiên mấy đứa này thấy tần ngôn không đưa Hàn lập đi thử tiên duyên, liền nghĩ ngay rằng tần lão gia chắc hẳn là yêu thương bọn họ hơn, cho nên mới có vẻ đắc ý như thế. Hàn lập thầm lắc đầu, cũng không chú ý tới họ nữa thay vào đó là quay ra nhìn bốn phía trong sảnh. Lúc này những người ngồi yên trên ghế có thể nó là cực ít, chỉ có 6, 7 người mà thôi. Đại bộ phận đều cơ bản không mang con cháu theo mà là đi một mình, lúc này đều có vẻ đang rất hối hận. Duy nhất khiến cho Hàn Lập phải chú ý chính là hai người già trẻ đang ngồi bên một góc bàn. Người già khoảng hơn 60 tuổi, tóc hoa dâm, thân sắc vẫn như thường, đang thưởng thức chén trà trong tay, tựa như không thèm để ý đến việc tiên duyên trước mắt mà người còn lại là một thiếu niên mi thanh mục tú, da rẻ mịn màng, nhưng lại nhìn về phía ngô tiên sư, lộ ra vẻ khinh thường. Hai người này ngồi đó nhìn có vẻ như cực kỳ nhàn nhã, nhưng khi Hàn Lập thấy họ thì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Hai người già trẻ này không ngờ cũng là người tu tiên, hơn nữa tu vi có vẻ cũng không tệ. Thanh bào lão giả thì dáng vẻ như công pháp đã tới tầng 9, mà thiếu niên cũng đạt tới tiêu chuẩn tầng 5, không dưới ngô tiên sư kia điều khiến hàn lập hơi giật mình là hai người này chẳng biết tu luyện loại công pháp nào mà có khả năng che giấu linh khí nếu không phải hàn lập có tu vi cao hơn đối phương rất nhiều thì quả thật hắn cũng không dễ dàng nhìn ra được thân phận người tu tiên của bọn họ chính vì thế mà vị ngô tiên sư kia lại càng không có khả năng phát giác được sự khác thường của hai người già trẻ này loại công pháp có thể che giấu linh khí được cả tu sĩ cung cấp lập tức khiến cho hàn lập động tâm hẳn lên nếu có thể học được loại pháp môn này chẳng phải khi tranh đấu với tu sĩ cùng cấp sẽ chiếm được tiên cơ sao. Nghĩ vậy, Hàn Lập cẩn thận quan sát hai người này. Đúng lúc đó, Hàn Lập lại phát hiện điểm khác thường. Vị thiếu niên mi thanh mục tú kia lại có hai cái lỗ rất nhỏ trên dái tai trắng nõn. Hóa ra là thiếu nữ giả trai. Hàn Lập đang ngạc nhiên thì vị thiếu niên kia lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt Hàn Lập nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Hành động của thiếu nữ nam trang khiến cho lão giả chú ý, quay đầu lại, mặt vẫn không đổi sắc, liếc nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười với lão giả, thanh bào lão giả cảm thấy ngạc nhiên. Lão vẫn tưởng có công tử lông bông nào nhận ra thiếu nữ giả trai nên dùng ánh mắt để khiêu gợi, nhưng không ngờ gặp phải một thanh niên tương mạo cực kỳ bình thường, mà lại chẳng biết chết sống dám đối mắt với mình, không hề có ý nhường. Thanh bào lão giả trong lòng có chút uất giận, hơi trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Hành động này khiến Hàn Lập hơi sừng sốt, lập tức không khỏi suy đoán. Đối phương nhắm mắt, chẳng lẽ là muốn? Hàn Lập còn đang suy nghĩ thì hành động của lão giả liền chứng thực suy đoán của Hàn Lập. Chỉ thấy lão mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Hàn Lập toát ra ánh sáng màu tím, định thi triển một loại pháp thuật mê hồn đối với Hàn Lập, định giáo huấn hắn một trận. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút buồn cười, với tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của lão giả, dám thi triển mê hồn thuật với hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ cần hắn hơi dùng pháp lực phản kích một chút, khẳng định sẽ làm cho pháp thuật của đối phương phản phệ. Chẳng qua, một khi Hàn Lập đã có ý muốn công pháp của đối phương, đương nhiên không thể cùng đối phương kết lấy cửu oán được. Vì thế, hắn chỉ mỉm cười, đối mắt với lão giả, không hề lộ ra vẻ gì khác thường. Điều này làm cho thanh bào lão giả ở đối diện đang cười lạnh chợt biến thành ngạc nhiên, rồi lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả thầm nhủ không ổn, định chuyển ánh mắt ra chỗ khác thì đã muốn. Trong mắt Hàn Lập đã xuất hiện ánh vàng mờ mờ, giống như có nam châm là ánh mắt của lão không thể di rời đi đâu nổi. Trong lòng thanh bào lão giả vừa kinh sợ, vừa hối hận không thôi. Lão vạn lần không thể ngờ nổi, người thanh niên nhìn có vẻ không chút pháp lực này hóa ra cũng là một người tu tiên, hơn nữa xem ra tu vi có vẻ hơn xa mình. Nếu sớm biết vậy thì có nói gì lão cũng sẽ không sử dụng mộng yểm thuật. Hôm nay, tâm tình của lão đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, rốt cuộc không thể thoát khỏi phản đòn của đối phương. Lão giả càng nghĩ càng sợ hãi. Trong phút chốc, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như hạt đậu, mặt vàng như nghệ, nhưng hai mắt vẫn nhìn chừng chừng về phía Hàn Lập. Thiếu nữ nam trang bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra trưởng bối của mình có vẻ không ổn, vội vàng giật giật ống tay áo của lão giả. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người chính là chỉ kéo lão giả nửa vòng đã dễ dàng làm lão thoát ly khỏi sức hút từ ánh mắt Hàn Lập, cứu lão ra khỏi sự phản phệ của mộng yểm thuật. Thanh bào lão giả đột nhiên từ chết chuyển thành sống, tâm trạng thay đổi đột ngột khiến lão không khỏi ngây người, một lát sau mới như tỉnh lại từ trong mộng, quay người lại. Nhưng lưng áo lão đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này vẻ mặt lão cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói vài câu với thiếu nữ, sau đó rốt cuộc cũng không dám liếc mắt về phía Hàn Lập. Thanh bào lão giả biết rất rõ, thiếu nữ có thể dễ dàng giải cứu mình như vậy chính là do đối phương hạ thủ lưu tình. Nếu không, ít nhất mình cũng bị thương tổn tâm thần, bệnh nặng một hồi. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng hai người tổ tôn mình tốt nhất là nên tránh xa kẻ đó. Thanh niên này tướng mạo bình thường nhưng tu vi thực sự đáng sợ, không phải là kẻ bọn họ có khả năng chiêu chọc. Hơn nữa, điều khiến lão buồn bực chính là, lão rõ ràng đã dùng thiên nhãn thuật tra xét trên người này, không hề thấy một chút pháp lực dao động nào trên người đối phương. Nếu không lão đã không mạo hiểm dùng mộng yểm thuật, hiếm khi gặp được người có tu vi thế này tới đây. Thanh bào lão giả nghĩ tới suy đoán của mình, sắc mặt bắt đầu xanh lên nếu đúng như suy nghĩ của lão lão đã trêu chọc vào vào một đại nhân vật mà cả gia tộc cũng không dám trêu chọc vào nghĩ tới đây lão giả vừa mới khôi phục tâm tình được một chút thì lại không thể an bình nổi còn thiếu nữ nam trang kia giật mình nhìn sắc mặt lão giả biến đổi hết xanh lại hồng trong lòng cực kỳ kinh ngạc trong mắt nàng vị tổ phụ này của mình vẫn luôn bất động thanh sắc vẻ mặt vững như thái sơn không ngờ hôm nay lại lộ ra vẻ mặt đó chẳng lẽ thanh niên bình thường kia lại đáng sợ tới vậy sao nghĩ tới đó nàng không khỏi quay đầu lại chừng mắt nhìn hàn lập nhưng không chờ nàng hành động thì lão giả dường như đã nhận ra tâm tư của thiếu nữ đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói nhỏ với nàng không được làm phiền người trẻ tuổi kia nữa nếu ta đoán không sai thì đối phương phải là tu sĩ trúc cơ kỳ ngàn vạn lần không được làm người ta nổi giận cái gì tu sĩ trúc cơ kỳ á không có khả năng người ta còn ít tuổi mà thiếu nữ lấy tay che miệng kinh hô mặt mày thất sắc nhưng cũng không dám lớn tiếng chương 289, tiên thuật. Mặc dù thiếu nữ mặt cười vẻ không tin nhưng cũng biết tổ phụ của mình sẽ không nói sai, vì vậy trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đành cố nén không nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập có chút giáo huấn, nhưng thực sự không có ý định làm bị thương đối phương, cũng đã cảm thấy vừa lòng. Lúc này hắn mới khẽ máy môi, truyền âm tới. Bên tai thanh bảo lão giả lập tức vanh lên thanh âm của Hàn Lập. Chốc nữa sau khi ra khỏi hình vương phủ thì đừng vội rời đi, chờ ta ở cửa sau của vương phủ. Ta có việc muốn hỏi các ngươi, giọng hàn lập tràn đầy ý ra lệnh khiến lão giả dùng mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Vị cao nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha hai ông cháu bọn họ sao? Hay là có ý đồ gì với bọn họ, chẳng qua đối phương cũng không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạt nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, tạo được quan hệ với tu sĩ Trúc cơ kỳ, có khi gia tộc lại có cơ hội hiếm có để khôi phục thanh bảo lão nhân chỉ có thể tự an ủi mà nghĩ như vậy, ruột rối như tơ vò hàn lập thấy vậy mỉm cười lại tập trung sự chú ý về lão đạo đầu bạc ở đây lúc này vị ngô tiên sư đã kiểm tra được hơn nửa đám người nhưng vẫn chưa tìm được ai có tiên duyên cả những người trẻ tuổi này bị tuyên bố là không có duyên này đành ủ rũ cúi đầu trở về vị trí vẻ mặt trường bối của họ đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì tiên duyên cái gì đây rõ ràng là tìm người có linh căn chẳng qua lão đạo này cũng không hẳn là nói dối xem ra thực sự định tìm đệ tử trong những người này nếu không cứ chỉ bừa vài người là được Hàn Lập thấy lão đạo kiểm tra linh căn của từng người trẻ tuổi, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Hàn Lập lại không nghĩ rằng màn thu đệ tử của lão đạo này sẽ có kết quả gì. Trong 50, 60 người mà muốn tìm người có linh căn, quả thực hy vọng là không thể lớn được. Hàn Lập đang nghĩ vậy, chợt nghe lão đạo đầu bạc lớn tiếng nói. Kẻ này có tiên duyên, ta có thể thu làm môn hạ. Hàn Lập vừa nghe vậy, không khỏi quay người nhìn về phía vị có tiên duyên kia, chỉ thấy một thanh niên dáng vẻ bộ bấm ngơ ngác đứng trước mặt vị ngô tiên sư dáng vẻ chẳng biết là nên làm gì bên cạnh là một trung niên nhân to béo mặc áo tím vẻ mặt không thể tin nổi hỏi tiên sư đồng cảnh nhà ta thực sự có tiên duyên sao không nhầm lẫn đấy chứ vị này được một miếng thịt lớn rơi vào đầu quả thực không dám tin tưởng bao nhiêu đứa anh tuấn đẹp đẽ như vậy còn không được chọn không ngờ đứa con chỉ biết hết ăn lại nằm của mình lại được tiên sư để mắt tới quả thực khiến hắn như đang mơ vậy ha ha, thí chủ cứ yên tâm, bần đạo đã kiểm tra vài lần, quý tử đích xác là có tiên căn, có thể cùng tiểu vương ra học tập tiên thuật ngô tiên sư thấy vậy, vuốt tròm dâu trắng như tuyết, cười nói. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, tại hạ mặc dù không phải cử phú đại quý nhưng trong nhà cũng có vài phần bạc, ngày mai nhất định sẽ đem một phần tới làm lễ bái sư. Nhi tử, mau, mau tới cúi đầu bái sư, người trung niên được khẳng định việc này là không nhầm, cao hứng hoa tay múa chân, lời nói trở nên lắp bắp. Còn những người trẻ tuổi bị loại thì đều choáng váng, kẻ được một tiên sư lựa chọn chẳng phải là thằng mập vẫn bị bọn họ trêu chọc là bình rượu túi cơm đó sao? Phế vật như vậy mà lại là người có tiên căn, việc này quả thực làm người ta rất khó có thể chấp nhận nổi. Không chỉ mấy người trẻ tuổi nghĩ vậy mà trưởng bối của họ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó chấp nhận nổi. Dù sao thanh niên tên là Đồng Cảnh này vốn là người vô dụng trong mắt họ, nhưng giờ đã trở nên nổi tiếng. Trên mặt Hàn Lập vẫn không lộ vẻ gì thay đổi một người có linh căn hay không cũng không phải là xem nam hay nữ, đẹp hay không đẹp. Vẻ đẹp và tài năng, trí lực chẳng có quan hệ gì với nhau cả, vì vậy không hề có quy luật để tìm. Nếu không, trước khi các gia tộc tu tiên xuất hiện, người của tu tiên phái đã không gặp khó khăn như vậy để tìm cao đồ. Chẳng qua Hàn Lập cũng không ngờ rằng việc chọn người như thế này mà cũng tìm được người có linh căn. Xem ra đạo sĩ này cũng khá may mắn, Hàn Lập và hai ông cháu kia hiểu được đạo lý này, nhưng những người trong sảnh thì chẳng ai biết cả. Bọn họ đều đang to nhỏ bàn luận với nhau, trong đó có những người sắc sảo, thậm chí còn hoài nghi vị Ngô tiên sư này là thật hay giả. Những người vẫn chưa được kiểm tra nghe vậy liền có chút lưỡng lự. Từ lúc đó, trước mặt lão đạo nhất thời xuất hiện cảnh im lặng. Hình Vương thấy vậy liền lộ vẻ không vui, nhưng trong sảnh toàn là bạn bè lâu năm với hắn, cũng không thể nói thẳng lời khó nghe được, vì vậy đành mềm mỏng nói với lão đạo. "Lão sư, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử, không mấy người thực sự có kiến thức." xin tiên sư ra tay, cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Nghe hình vương nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, xem vị tiên sư này sẽ nói sao. Lão đạo đầu bạc trầm ngâm một chút rồi đáp ứng rất sảng khoái, sau đó kêu mọi người theo lão tới khu đất trống trước sảnh. Nghe lão đạo nói vậy, mọi người đều lập tức đi ra ngoài sảnh. Hàn lập cũng đi ra ngoài, không khác gì mọi người. Nhưng hai ông cháu kia lại không có ý đứng lên. Xem ra họ vẫn còn đang lo lắng với lời của Hàn Lập, còn tâm trí đâu mà lo việc khác nữa. Ra khỏi khách sảnh, mọi người vây quanh lão đạo để xem lão thi pháp. Chỉ thấy hai tay lão bắt quyết, châm đứng thẳng, thấp giọng niệm chú, càng làm tăng thêm sắc thái thần bí. Cứ như vậy, mọi người vây quanh đều nín thở, dương mắt nhìn chừng chừng từng cử động của lão đạo. Hàn lập nghe xong mấy chú ngữ này thì thầm coi thường trong lòng. Lúc này, hai tay lão đạo chập lại, rồi mở ra, một quả cầu lửa to bằng nắm tay lơ lửng giữa hai lòng bàn tay. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, một luồng khí nóng tràn ngập tuôn ra đây đúng là hỏa đạn thuật mà mỗi hỏa linh căn tu sĩ đều biết nhưng mà biểu diễn pháp thuật phổ thông nhất của những người tu tiên này lập tức được mọi người xung quanh kinh hô hô to không thể tin nổi nhưng những mà tiếp sau chẳng những làm mấy phạm nhân này tiếp tục trợn mắt há hốc mồm mà ngay cả hàn lập cũng bị sốc bởi vì tiếp theo hai tay lão đạo không ngừng biến hóa kết quả làm cho quả cầu lửa nóng bỏng trước mắt mọi người đây dần trở nên biến đổi đầu tiên là chậm rãi mọc ra đôi cánh sau đó là cái mồm nhọn sau đó mọc ra một đôi móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi, cuối cùng biến thành một con chim lửa nhỏ. Chẳng lẽ là hỏa điều thuật? Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, thần kinh căng lên, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Hỏa điều thuật chính là pháp thuật trung cấp bậc thấp hàng thật giá thật, đến Hàn Lập cũng không có nắm được. Lão đạo trước mắt này chỉ là luyện khí kỳ lại có thể sử dụng được, thực sự làm hắn rất khó tin. Chẳng trách Hàn Lập còn tưởng mình hoa mắt, nhưng điều này chỉ khiến Hàn Lập giật mình ngắn ngủn trong nháy mắt hắn liền lập tức phát hiện con chim lửa này thua xa hỏa điều thuật chân chính mặc dù nhìn vào ngoại hình thì con chim lửa nhỏ này cực kỳ giống với chim lửa do hỏa điều thuật phóng ra nhưng sự lợi hại thì còn kém xa chim lửa của hỏa điều thuật có hai cánh khi giang ra rộng gần một trường còn chim lửa do lão đạo biến hóa ra thủy chung chỉ to bằng bàn tay căn bản không thể so sánh nổi nhưng điều khiến hàn lập thực sự tin rằng đây là một cái ngụy hỏa điều thuật chính là pháp lực giao rộng của nó Bản thân cơ thể chim lửa do hỏa điều thuật biến ra có chứa lực phá hủy rất lớn, kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dám đón đỡ. Còn pháp lực dao động của con chim lửa nhỏ bé do tiểu xảo sinh ra này và quả cầu lửa đều giống nhau như đúc, không hề tăng trưởng tới nửa phần. Xem ra chỉ là thuần túy biến hình mà thôi, nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Lập vừa tức giận vừa buồn cười. Không ngờ hắn suýt nữa bị tiểu xảo đó lừa, thật có chút xấu hổ. Chẳng qua khả năng điều khiển biến hóa ngọn lửa của người này quả thực đáng ngạc nhiên hàn lập tự hỏi thấy bản thân cũng tuyệt không thể làm nổi liền chẳng hiểu đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ làm sao có thể đạt được trình độ như vậy màn biểu diễn phía dưới của lão đạo hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của hàn lập chỉ thấy con chim lửa đang rang cánh bay đột nhiên rơi xuống đát biến thành một con chó lửa nhỏ không ngừng vui vẻ chạy quanh lão đạo không lâu sau con chó nhỏ lại biến thành rắn lửa rắn lửa lại biến thành người tí hon màn biểu diễn liên hoàn này làm những phạm nhân chưa bao giờ được nhìn thấy pháp thuật biến hóa này trợn mắt há hốc mồm há mồm cứng cả lưỡi đột nhiên lão đạo phẩy tay con thú lửa kia biến thành một con ngựa nhỏ nhằm một cây anh đào nhỏ bên cạnh lao tới kết quả là ngọn lửa bốc lên trong khoảnh khắc biến cây nhỏ này thành cho lão đạo lúc này mới biểu diễn xong tới đó mọi người đang vây quanh xem mới như vừa tỉnh mông liều mạng tiến lên hoan hô tiên sư lòng hoài nghi trước đây giờ đã sớm ném ra khỏi đầu không còn nửa phần nghi ngờ. Chương 290, tiểu vương gia. Vương gia mỉm cười nhìn mọi người hoan hô, trong lòng có chút tự đắc. Lại nói tiếp, trước kia những người tu tiên cũng thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có, quyền quý. Nhưng sau lại không biết vì sao mà dần dần biến mất, cũng không có mấy phàm nhân được tiếp xúc nữa. Loại người như tiên sư hôm nay đều đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân hắn là người hoàng tộc cũng nhìn thấy người tu chân chân chính đây là lần đầu tiên. Hôm nay lão đạo thể hiện pháp thuật này làm khiếp sợ mọi người ở đây, đương nhiên làm cho hình vương thấy nở mày nở mặt. Hình vương đương nhiên không biết rằng thời kỳ còn có người tu tiên thường xuyên xuất hiện tại thế tục thì trong tu tiên giới vẫn chưa xuất hiện thăng tiên đại hội. Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp trong các gia tộc tu tiên nghĩ mình căn bản vô vọng đại được trúc cơ, liền có ý nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân. Nhưng ngay khi thăng tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống chết vì hy vọng chúc cơ đó đương nhiên ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm để khổ tu công pháp còn hiện thân ở thế tục làm gì còn dạng người như dư tử đồng không giữ được tâm trí tu luyện trở thành người tu tiên trong thế tục giới hiển nhiên là ngoại lệ chẳng qua người tu tiên như vậy thực không có nhiều lắm liền trở thành khách khanh của các nhà đại phú nhưng cũng là dấu dấu diếm diếm không hy vọng người ngoài biết được dù sao thân phận là một người tu tiên lại đi làm môn khách của người phàm nhân, trong tu tiên giới mà nói thì đó quả là một sự tình đáng xấu hổ. Kể từ đó, không ít tu sĩ trở lại thế tục giới, nhưng sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người. Chỉ có vài kẻ nguyện ý trở thành khách quý của các nhà phú quý, đều bị những nhà đó cực kỳ giấu giếm tin tức, đề phòng những tu sĩ quen biết khác nhạo bang. Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên, đương nhiên thấy rằng chiêu thức điều khiển ngọn lửa của lão đạo đó là cực kỳ phi thường. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người lão đạo mang dáng vẻ ngạo nghễ trở về đại sảnh lúc này những người vẫn chưa được kiểm tra đương nhiên không kiên trì nổi lập tức hô to tiên sư rồi ào ào đi tới để vị ngô tiên sư này xem xét tiên duyên lão đạo đầu bạc tinh thần phấn chấn không từ chối bất cứ ai kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần nhưng đáng tiếc là trong những người còn lại kể cả đám con cháu của lão giả họ hoa và tần ngôn đều không ai có linh căn đều chỉ là những phạm nhân rất bình thường mà thôi tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa được kiểm tra. Bọn họ đành miễn cưỡng rời khỏi bên cạnh lão đạo, xem ra tiên duyên không phải đơn giản mà có được. Như vậy là càng thấy thanh niên béo mập đồng cảnh kia là quý hiếm, khiến mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ, làm cho hai cha con đứng bên lão đạo cười không đóng nổi miệng. Thần sắc hàn lập vẫn như thương, nhìn tần ngôn mang theo đám thiếu gia, tiểu thư tần ra bụi đất đầy đầu, trở về bên cạnh hắn. Hơn nữa còn nhìn hàn lập vẻ rất chật vật, ta không phục, tại sao kẻ vô dụng kia lại có tiên căn mà chúng ta lại không có. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Một tiểu thư ẻo lả của tần gia không phục, nói mãi không ngừng. Được rồi, không được nói năng lung tung nữa. Các ngươi không có mệnh đó, còn oán hận cái gì? Sắc mặt tần ngôn trầm xuống, quay ra giáo huấn vị tiểu cô nương này một câu rồi ngồi xuống. Những lời này làm vị tiểu thư tần gia nổi tiếng là tranh chua phải im miệng, nhưng vẫn tỏ vẻ rất khó chịu. Lúc này lão giả họ hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh niên kia đi tới, không nói lời nào, liền ngồi xuống cạnh tần ngôn. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi có cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau. Tần hiền đệ, xem ra đồng bàn tử kia sắp lên hương rồi. Lão giả họ hoa nói đùa, khổ, việc này cũng là bình thường mà, ai sinh ra đứa con tốt liền có tiên sư tới chống lưng ngay. Tần ngôn thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng qua, lão giả họ hoa và tần ngôn tiếp tục tán gẫu mặc dù bọn họ ngoài miệng nói vậy nhưng trong tâm cả hai đều chú ý tới hành động của ngô tiên sư và hinh vương hinh vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đều đã được kiểm tra tiên căn liền quay đầu nhỏ giọng nói với một nha hoàn bên cạnh lập tức nha hoàn đi thẳng theo cửa bên sườn đi ra ngoài chẳng biết phụng mệnh làm chuyện gì hinh vương lúc này mới quay đầu đằng hắng vài tiếng mỉm cười chậm rãi nói Hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh và khuyển tử của ta cùng với đồng thế chất bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào. Nói xong, Hình Vương dứt khoát vỗ mạnh tay hai cái bộp, bộp. Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và người hầu ăn mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng sơn hào hải vị và rượu ngon, đi vào trong sảnh. Tiếp đó, chúng rất nhanh nhẹn, khéo léo bày đồ ăn, thức uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức ăn và rượu ngon tràn ngập trong sảnh. Tới đây, trước tiên bổn vương xin kính mời mọi người một ly. Hình vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén dơ cao quá đầu, lớn tiếng nói. Vương gia, xin mời. Sau khi mọi người cùng uống một ly với hình vương, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động hẳn lên. Trong chốc lát, phần đông tân khách đều chén chú chén anh. Yến tiệc rốt cuộc đã bắt đầu. Hình vương và vị thiếp tên Thanh Nhi kia đi lại trong sảnh, cười nói với những người bạn, không hề có dáng vẻ gì của một vương gia. Chẳng trách mấy người tần ngôn lại nói tốt về danh tiếng của vị vương gia này như vậy còn vị ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay khi hinh vương nâng chén liền lặng lẽ rời đi điều này khí ên cho rất nhiều khách khứ trong sảnh đang muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư đều phải thất vọng chẳng qua việc này nghĩ lại thấy cũng là bình thường người ta là một vị thần tiên sống sao có thể uống rượu ăn thịt cười đùa giống với tục nhân bọn họ chứ sau khi nghĩ thông điểm này những người đó liền thỏ ai mái tư tưởng đi tới uống với những người khác khi tử yến mới tới nửa chừng thì hinh vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra mà múa hát cung đình rất duyên dáng, đẹp mắt càng làm mọi người cao hứng, không khí thực sự sôi động. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi từ nhà trong đi ra, dáng người rong rỏng, nhã nhặn, mỗi cử động đều rất có lễ phép, phong độ đàng hoàng, tuyệt đối là phù hợp với hình tượng người trong mộng của đại đa số các thiếu nữ hoài xuân. Minh Nhi, đến gặp các vị thế bá nào, hình vương vừa thấy thanh niên, lập tức cao hứng tới đón. Cũng vừa lúc hình vương đi tới trước bàn của mấy người tần ngôn, vì vậy vị thanh niên ôn nhã đó cũng mỉm cười đi tới. Xin chào hai vị thế bá, thanh niên chào hỏi rất lễ phép, không dám, tiểu vương ra quá khách khí rồi, tần ngôn và lão giả họ hoa không dám vượt cấp, vội vàng đứng dậy trả lễ. Ai, hai vị là trưởng bối của hắn, Minh Nhi chào hỏi hai người như vậy là đúng mà, có cản khách khí vậy sao hình vương có chút không vui nói. Tần ngôn và lão giả họ hoa nghe vây, liếc mắt nhìn nhau, hơi lộ vẻ xấu hổ. Lời nói tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc, lại trở thành vãn bối của mình. Nhưng hai lão đều là những con cáo già, thuận miệng nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu những con cháu phía sau để vị vương ra thẳng tính khác thường này biết. Đây chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ được ra mặt mà. Đương nhiên, Hàn Lập cũng được tần ngôn giới thiệu. Khi giới thiệu tới Hàn Lập, hai mắt hình vương sáng ngời, dò xét Hàn Lập cẩn thận vài lần, vẻ mặt như cười như không, hiển nhiên là đã nghe được chút ít lời đồn đại về hắn. Điều này làm vẻ xấu hổ của tần ngôn vừa biến mất lại xuất hiện trở lại. Minh Nhi tới đây, gặp mặt vị hàn thế huynh này một chút. Chẳng biết hình vương nghĩ gì trong lòng mà lại cười hì hì kêu tiểu vương ra gặp mặt hàn lập. Tiểu vương ra nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi một tiếng hàn thế huynh, sau đó chắp tay, trên mặt lộ vẻ rất ôn nhu. Phong độ lịch lãm này của vị tiểu vương ra khiến mấy vị tiểu thư ở gần đó nhìn thấy, trong lòng thầm mê say, không thể tự kiềm chế nổi. Hàn lập lại biểu hiện một thái độ lúng túng, chân tay thừa thái, vẻ ngốc nghếch vì khẩn trương quá mức. Trong lòng lại như sóng bể, không thể chấn định như trước nữa. Vị tiểu vương gia này vừa đến thi lễ với Hàn Lập, không ngờ lại giống với vị tổng quản vương phủ, đều đem đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Mặc dù áp lực còn xa mới to lớn như của vị tổng quản kia nhưng tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm, không hề sai. Sao lại như vậy, Hàn Lập kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. chương 291, Tiêu Gia Vị tiểu vương gia Tuấn Mỹ này đương nhiên chẳng biết suy nghĩ của Hàn Lập mà lịch sử tới chào hỏi đám đệ tử tần gia, khiến cho hai tiểu thư trong đó đỏ hồng hai má, vừa nhìn là biết trái tim đang loạn nhịp. Hàn Lập thấy vậy chỉ âm thầm cười lạnh, vị tiểu vương gia này cực kỳ có vấn đề, nếu mấy nữ tử tần gia này thực sự muốn ôm ấp nhau với hắn, thì cũng không phải thứ ngon lành gì. Thậm chí nếu vị tiểu vương gia này nuốt cả thịt lẫn xương thì Hàn Lập cũng không lấy gì làm kỳ quái. Sau một lát, Hình vương nói vài lời khiêm tốn với tần ngôn, rồi mang tiểu vương ra tới các bàn khác để tiếp khách. Điều này khiến mấy đệ tử tần gia và một đôi cháu trai, cháu gái của lão giả họ hoa đang nói chuyện vui vẻ với tiểu vương gia, không khỏi có chút thất vọng. Còn hàn lập lại nhân lúc mọi người không để ý, chăm chú nhìn bóng dáng tiểu vương gia, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Một canh giờ sau, rốt cuộc yến hội cũng tàn, những nhóm tân khách sau khi đã tận hưởng cuộc vui hết mình, đều bắt đầu cáo từ cha con hình vương. Tần Ngôn cũng mang theo Hàn Lập và đám con cháu từ biệt xong liền đi thẳng ra khỏi Đại môn Hinh Vương phủ. Nhưng khi Tần lão vừa định cùng Hàn Lập lên xe thì Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm Tần Ngôn ngạc nhiên. "Tần thúc, hai người kia là ai? Có thể nói cho ta nghe được chứ?" Lời nói của Hàn Lập mặc dù rất lịch sự nhưng Tần lão không dám chậm trễ, vội vàng quay lại nhìn rồi nói. "Hàn hiền chất nói hai người kia sao? À, đó chẳng phải là người già của Tiêu gia sao?" hắn chính là ông chủ của nhàn vân tử lâu nổi danh kinh thành là người có tác phong rất tệ tần mỗ cũng không quá quen thân với hắn còn người trẻ tuổi bên cạnh hắn trông khá lạ có lẽ là một vị tôn tử của hắn tần ngôn thấy hàn lập nhìn chăm chú hai người già trẻ đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng hiểu vì sao hàn lập lại sinh ra hứng thú đối với hai người này ồ thế này nhé tần thúc cứ đi trước đi ta đi một chốc rồi tối nay sẽ quay lại phủ hàn lập có chút đăm chiêu gật đầu thuận miệng nói sau đó không đợi tần ngôn nói gì liền chậm rãi đi về phía con đường nhỏ bên bờ tường của vương phủ tần ngôn nhìn bóng hàn lập rồi né tránh ánh mắt của mấy đứa con cháu trong lòng có chút nghi hoặc nhưng sau khi suy nghĩ lão liền quyết đoán lên xe ngựa lệnh cho xe chạy đi vì vậy mấy chiếc xe ngựa của tần gia liền rời khỏi cửa hinh vương phủ đi về tần chạy ở khu phía đông mà mấy vị thiếu gia tiểu thư tần gia kia căn bản không phát hiện thấy hàn lập đã biến mất vẫn bàn tán về những điều đã thấy ở hinh vương phủ bọn họ hưng phấn vô cùng mặc dù không có tiên duyên nhưng sau này vẫn có thể khoe khoang với những bạn bè khác còn hàn lập lúc này đi được một lúc dọc theo bờ tường hinh vương phủ rốt cuộc cũng tới cửa sau lúc này cửa sau đã đóng chặt không hề có một bóng người hàn lập mỉm cười nghĩ rằng càng tiện đỡ phải sử dụng pháp thuật che giấu tung tích hắn liền thỏ ai mái đứng ở giữa cửa sau nhàn nhã ngắm trời nhìn đất trong chốc lát hàn lập chợt hơi ngơ ngẩn xuất thần dường như nghĩ đến chuyện gì đó đột nhiên Hàn Lập cảm thấy có người do dự từ xa đi tới, lúc này mới quay đầu, lạnh lùng nhìn. Chỉ thấy lão giả tiêu gia và thiếu nữ nam trang kia nghiêng ngó từ bên góc vương phủ đi tới. Thấy Hàn Lập, lão giả lập tức xứng lại, lộ ra vẻ trần trừ, còn thiếu nữ thì vẻ mặt đầy tò mò, không hề có chút gì kinh hãi. Lão giả có lẽ nghĩ thông suốt điều gì đó, thân sắc lập tức bình tĩnh lại, đi nhanh tới. Thiếu nữ liền theo sát phía sau, vãn bối tiêu chấn, đa tạ tiền bối đã lưu tình khi ở vương phủ, có chút mạo phạm, vãn bối nguyện ý tả tội với tiền bối. Đi tới trước mặt Hàn Lập, lão giả tiêu gia này không hề nhìn được chút gì về tu vi nông sâu của Hàn Lập, trong lòng càng thêm khiếp sợ, cố gắng mở miệng thi lễ, cung kính nói lời xin lỗi. Thần sắc Hàn Lập không đổi tiếp nhận một lễ của đối phương, chỉ thản nhiên nói. Sao ngươi không bế quan khổ tu ở nơi sung túc linh khí mà phải xuất hiện ở kinh thành thế này? Vẫn còn quá lưu luyến với vinh hoa hồng trần, không muốn tu luyện tiếp sao? Hàn Lập bất kể thế nào, đầu tiên cứ chụp cho lão một cái mũ lớn, tạo nên khí thế dễ dàng áp đảo đối phương, như vậy mới dễ xử lý tình hình tiếp theo. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối bởi vì tuổi quá lớn, căn bản vô vọng đạt được trúc cơ, cho nên phụ trách vấn đề tài chính của gia tộc, hoàn toàn không phải là lưu luyến thế tục mà không muốn quay trở về. Thanh bào lão giả trả lời, trong lòng mặc dù thấp thỏm nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Ngươi là đệ tử nhà nào? Hàn lập không dễ dàng buông tha, truy hỏi hàn lập đương nhiên muốn biết chi tiết về hai ông cháu này nếu là mấy đại tộc tu tiên nổi danh hàn lập không muốn trêu chọc vào chẳng qua hình như không có đại tộc tu tiên nào nổi danh là họ tiêu cả nghe hàn lập hỏi lão giả do dự một chút quay đầu lại nhìn thiếu nữ bên cạnh thành thật nói vãn bối là người của tiêu gia ở duẫn châu phong hà giản phong hà giản tiêu gia hàn lập nhíu mày cẩn thận suy nghĩ xác định rằng mình chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu gia của vãn bối chỉ là một gia tộc nhỏ, tiền bối chưa nghe nói đến cũng là việc bình thường tiêu lão sắc mặt tối sầm, tự diễu nói. Hàn lập nghe vậy, có chút ngạc nhiên, do xét tiêu lão vài lần, thần sắc vẫn không đổi, ung um dung hỏi. Người ăn nói thoải mái như vậy, không sợ ta không kiêng kỵ, lập tức trở mặt tiêu diệt hai người sao. Hàn lập vừa nói vậy, lão giả vẫn không hề tỏ vẻ gì, nhưng thiếu nữ lại như một con mèo nhỏ bị dẫm vào đuôi, lập tức thần sắc căng thẳng, cuốn quyết đưa tay về phía hông. Ở đó có một chỗ hơi phồng lên, không cần hỏi cũng có thể khẳng định chính là túi chữ vật. Nhưng sau đó, thiếu nữ thấy tổ phụ mình và Hàn Lập đều không có vẻ gì là muốn động thủ, liền đỏ mặt rút tay về, cảm giác như chân tay thừa thái, không biết nên đặt ở đâu mới phải, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Lão giả thấy vậy, cực kỳ chiều miến nhìn thiếu nữ, liền cười khổ, nói với Hàn Lập. Tại hạ mặc dù không thể nhìn ra tu vi nông sâu của các hạ, nhưng khẳng định ngài phải là tiền bối trên trúc cơ điều này tại hạ rất rõ ràng vãn bối không tin trên người mình có loại bảo vật nào như pháp khí đan dược có thể khiến tu sĩ công pháp đại thành như tiền bối phải nổi lòng tham nếu tiền bối thực sự là người như vậy vãn bối quả là chẳng biết nói gì hơn với trúc tu vi pháp lực của tại hạ muốn bỏ chạy hoặc phản kháng cũng là vô ích không bằng cứ để tiền bối xử lý đỡ lo tiền bối nổi giận ảnh hưởng tới toàn gia tộc vãn bối chỉ mong tiền bối hạ thủ lưu tình buông tha cho tôn nữ của tại hạ nó chính là người cuối cùng của dòng họ vãn bối lão giả nói mấy câu cuối giọng cực kỳ thê lương khiến thiếu nữ nghe xong cực kỳ kinh sợ vội vàng căm phẫn liên tục nói ra ra không cần sợ nếu hắn thực sự muốn hạ thủ đối với chúng ta chúng ta sẽ cùng dùng phép con sẽ không sợ hắn đâu hàn lập nghe tiêu lão và thiếu nữ nói xong hơi dùng mình nhưng cũng lập tức cẩn thận nhìn hai người trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười đừng tưởng lão già này lời nói và bộ dạng đáng thương sẵn sàng chịu chết như hàn lập thấy thực ra lão đã vận pháp lực sẵn sàng đối phó làm gì có ý bó tay chịu trói rõ ràng là nếu hàn lập có ý định giết người đoạt bảo lão sẽ lập tức liều chết tranh đấu mà cô gái kia còn thú vị hơn mặc dù lời nói vô cùng căm phẫn nhưng đôi mắt đen như bảo thạch lại thừa dịp hàn lập không chú ý lưu chuyển không ngừng thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt nhưng tiểu cô nương này không biết rằng hàn lập đã luyện thành tầng thứ nhất đại diễn quyết thần thức cường đại hơn rất nhiều so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Tất cả những động tác của nàng đều bị Hàn Lập nắm được. Hàn Lập thầm nghĩ, chỉ sợ hai người này nói phong hà giản tiêu ra cũng chỉ là thuận mồm nói mà thôi. Có gia tộc này hay không quả thực là rất đáng ngờ. Vì vậy, trên mặt Hàn Lập lộ vẻ như cười như không, không hề nói gì mà chỉ nhìn chầm chầm vào hai ông cháu. Hắn cũng không nói hai người có thể đi, nhưng cũng không có dáng vẻ gì là sẽ lập tức trở mặt động thủ điều này nhất thời khiến hai người già trẻ đều không biết phải làm gì ngay từ đầu lão giả và thiếu nữ còn có thể giữ bộ dạng bi tráng nhưng theo thời gian trôi qua với dáng vẻ và ánh mắt không động chăm chú nhìn của hàn lập lão giả họ tiêu và thiếu nữ rốt cuộc không thể kiên nhẫn nổi ngươi là tiền bối vậy rốt cuộc muốn thế nào thiếu nữ cuối cùng nhịn không nổi bất chấp ánh mắt kìm chế của lão giả nhảy tới trước mặt hàn lập chỉ một tay vào mặt hắn lớn tiếng hỏi thần sắc rất vỉ khuất chương 292, Cường Thế. Hàn lập mặt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ không hề có ý thức giận nhưng phát ra ý lạnh lẽo, lão giả có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn đang kinh ngạc, lão giả chưa kịp kéo thiếu nữ lại, thì một luồng khí thế kinh thiên từ hàn lập phát ra, trong đó ẩn chứa linh áp đáng sợ, khiến thiếu nữ đang đứng gần ngay sát đó bị bước lui ra xa 7-8 bước, không hề có chút sức lực kháng cự nào. May mắn là lão giả nhanh tay nhanh mắt, thân hình nhoáng lên, tới phía sau thiếu nữ, hai tay đẩy lên hai bờ vai, lúc này mới ngừng được thân hình đang không ngớt lùi lại của nàng lúc này sắc mặt tiểu cô nương tái nhật như tờ giấy trắng cuối cùng cũng biết tu vi của hàn lập đáng sợ tới mức nào không khỏi kinh hoàng nhìn tổ phụ phía sau còn vẻ mặt của lão giả cũng cực kỳ khó coi nếu nói trước đó lão giả còn có ba phần tự tin hai ông cháu hợp lực có thể trốn thoát khỏi tay hàn lập nhưng giờ đã thấy hắn triển lộ một chút thực lực ý nghĩ cầu may trong đầu lão hoàn toàn biến mất sự đáng sợ của tu sĩ trên chút cơ vượt xa tưởng tượng của lão mấy tu sĩ nhỏ nhoi như bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc được. Lại nghĩ đến hai ông cháu mình định giờ tiểu xảo với người ta, trong lòng lão giả không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão chắc chắn chưa bao giờ gặp vị cao nhân này, chỉ biết rằng hắn chắc là một người tu tiên toàn tâm toàn ý khổ tu, hơn nữa tâm trí rất cao, phản ứng cực nhanh, vượt xa người thường. Có lẽ người này đã phải sống lâu trên trăm năm trở thành lão quái vật, còn có cả thuật chú nhan nên mới trông trẻ trung như vậy. Lão giả càng suy nghĩ, càng cảm thấy khả năng này là có thể, trong lòng càng kinh hoàng. Khi cảm ứng được linh áp trên người Hàn Lập càng lúc càng có xu thế cường đại, lão giả không khỏi nuốt nước bọt, vội vàng cầu khẩn. Xin tiền bối thủ hạ Lưu Tình, tôn nữ của tại hạ tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Xin tiền bối đừng tức giận, Hàn Lập lần này lạnh lùng liếc nhìn lão giả, dường như muốn xem lão nói có thật lòng không. Khí thế kinh thiên trên người đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc biến thành tĩnh lặng như nước không lộ vẻ nông sâu. Lão giả họ Tiêu lúc này mới thu hồi đôi tay đang căng thẳng đỡ sau vai thiếu nữ. Còn thiếu nữ đã sớm trở nên thành thật, nhìn trộm Hàn Lập rồi lại thu ngay ánh mắt, dáng vẻ không dám nhìn thẳng vào Hàn Lập. Bộ dáng của nàng so với vẻ không sợ trời không sợ đất lúc trước quả là khác nhau một trời một vực. Mặc dù vậy, lúc này dáng vẻ của thiếu nữ cực kỳ mỏng manh, yếu ớt, kết hợp với bộ mặt trắng bệch vì sợ hãi, trông giống như một con chim nhỏ đang run rẩy, quả thực rất dễ thương. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi sáng cả đôi mắt lần đầu thấy vẻ đẹp thanh nhã như vậy của nữ nhân, thực sự khuấy động tâm hồn, khiến hắn có cảm giác tiêu hồn, không khỏi nhìn lại thêm mấy lần. Nhìn kỹ khuôn mặt thiếu nữ, thấy nàng tuổi còn nhỏ, có vẻ mới chỉ 14-15 tuổi, nhưng tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có, sau này chắc hẳn sẽ trở thành tuyệt đại mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh. Có lẽ bởi vì ánh mắt hàn lập nhìn thiếu nữ có chút cổ quái khiến lão giả trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ vị này gọi hai ông cháu mình tới đây là vì đã động sắc tâm? đã chấm phải sắc đẹp của cháu gái mình sao? Nếu như vậy phải làm sao? Người này pháp lực cao thâm khó lường, căn bản là không thể phản kháng. Lão giả lo lắng suy nghĩ, một khi hai người đã không muốn lộ ra gia tộc của mình, hoặc là vốn không có gia tộc mà chỉ là tán tu, ta cũng không ép các ngươi. Ta tìm các ngươi chỉ muốn thực hiện một giao dịch, chỉ cần giao dịch thành công thì hai người có thể rời đi. Sau nửa ngày im lặng không nói gì, rốt cuộc hàn lập cũng mở miệng thực hiện giao dịch, lão giả ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm, "Đúng, ta thích một thứ của các ngươi, muốn cùng các ngươi thực hiện trao đổi." Thần sắc Hàn Lập vẫn bình thản, nói, lão giả nghe thế, liếc thiếu nữ một cái, trong lòng không khỏi nghĩ, "Muốn trao đổi, chẳng phải là đổi cháu gái ta đấy chứ?" Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy hình như không đúng. Bởi vì trừ việc Hàn Lập nhìn cháu mình vài lần trước đó thì không hề nhìn thêm lần nào nữa. Nghĩ vậy, trong lòng lão giả hơi giãn ra, liền cung kính hỏi, "Chẳng biết Tiền Bối thích thứ gì, chỉ cần là vãn bối có, tự nhiên sẽ thành tâm hiến cho Tiền Bối." Chẳng qua tiểu lão nhi thực sự không nghĩ ra thứ gì may mắn được Tiền Bối để ý đến. Lão giả nói lời này, lộ ra ý nghi hoặc, Hàn Lập thấy đối phương khéo léo như vậy, sắc mặt dịu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Trong đại sảnh, hai người đã dùng công pháp gì có thể che giấu linh khí khiến đạo sĩ luyện khí kỳ kia không hề phát hiện được thân phận của các ngươi hàn lập không trực tiếp trả lời lão giả mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại sau khi đã hiển lộ năng lực cường đại bây giờ đương nhiên hắn phải thể hiện thủ đoạn mềm mỏng mới là biện pháp tốt nhất lão giả nghe hàn lập nói xong không khỏi liếc mắt hồ nghi cùng với thiếu nữ chu trừ nói tiền bối tại hạ cũng không biết đã dùng loại công pháp nào nghe vậy hàn lập không hề nổi giận mà thần sắc vẫn không đổi tiếp tục nhìn lão giả hắn biết một khi đối phương đã nói vậy chắc chắn sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý Quả nhiên, lão giả cẩn thận nói tiếp, công pháp mà tại hạ sử dụng kỳ thật đến từ một quyển sách vô danh không đầy đủ. Trên đó cũng thực không hề nhắc tới pháp quyết che giấu linh khí. Hai ông cháu ta chỉ là mò mẫm tu luyện mà thôi. Quyển sách vô danh, nó từ đâu đến? Đừng nói với ta là nó do gia tộc các ngươi truyền lưu lại. Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ vẻ hứng thú, lời nói đầy thâm ý. Nếu pháp quyết này lưu truyền trong gia tộc tu tiên thì các đại tiên phái đã sớm lén lút ra tay đoạt lấy nhưng Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói tới có công pháp nào tương tự như vậy. Tiền bối xem cho, quyển sách này kỳ thực là do cháu gái của Tại Hạ tìm được trong một sơn động trong một lần du ngoạn trên núi Hoang. Trừ nội dung che giấu linh khí này thì hai ông cháu ta đều không thể lĩnh ngộ các thứ khác. Nếu tiền bối muốn, vãn bối liền trở lại chỗ ở, đem tặng cho tiền bối. Lão giả tươi cười nói, Hàn Lập nghe lão giả nói vậy, lộ vẻ vừa lòng nói. Yên tâm, ta sẽ không lấy không của các ngươi đâu. Các ngươi cứ đi về chỗ ở trước, chờ ta ở đó. Suy nghĩ xem nên đối lấy cái gì của ta, như vậy sẽ không bị thiệt thòi. Thanh âm Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, nhưng vừa nói xong, đột nhiên khoát tay, chỉ hai ngón. Nhất thời, hai đạo lục quang lớn chừng hạt đậu từ ngón tay lóe lên, bắn thẳng vào người lão giả và thiếu nữ, biến mất không dấu vết. Tiền bối, người định? Lão giả vừa sợ vừa giật, không ngờ nói năng rõ ràng, lịch sự như vậy mà Hàn Lập lại có thể đột nhiên động thủ với hai người mặc dù không biết đó là vật gì nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt còn thiếu nữ cũng kinh hoàng thất sắc không cần lo lắng đây chỉ là hai đạo dấu hiệu truy tung mà thôi có chúng nó ta có thể tìm được chính xác nơi ở của các ngươi sau khi hoàn thành ta sẽ tiêu hủy đi cho các ngươi hàn lập thản nhiên nói nghe thấy vậy lão giả thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cười khổ không thôi vị tiền bối này hành động không hề có dấu hiệu gì không để cho hai ông cháu lão kịp trở tay có thứ này trên người nếu hai bọn họ định nhân cơ hội về nhà mà trốn đi, chỉ sợ cũng chẳng trốn được bao xa. Chẳng qua lão giả họ tiêu cũng biết rất rõ. Nếu đối phương không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn thực sự mang cháu gái mình đi, đó mới là vấn đề. Dù sao có thể giao dịch với một cao nhân có thể dễ dàng tiêu diệt mình cũng cần phải hết sức đề phòng. Đặc biệt phải xem dáng vẻ đối phương vui buồn thế nào. Nếu không cho dù có yêu đãi to lớn, hắn cũng phải lo có mạng mà dùng hay không. Chẳng qua, giao dịch hôm nay có muốn từ chối cũng không được hiện giờ lão chỉ hy vọng duy nhất rằng sau khi đạt được mục đích đối phương sẽ không thuận tay giết người diệt khẩu còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với hàn lập lão thực sự không hề thấy được tâm tính của hàn lập như thế nào chỉ biết là vị này chẳng những pháp lực sâu không lường được hơn nữa còn cực kỳ khó chơi dùng tiểu xảo với hắn có lẽ cũng chẳng có ích gì được rồi hai người vãn bối sẽ ở nhà chờ tiền bối đến lão giả đành phải làm ra vẻ không có vấn đề gì cung kính nói tốt lắm tối nay ta sẽ đến lấy hai người tự lo lấy đi hàn lập vừa nói thân mình cũng dần trở nên mở đi nói xong chữ đi cuối cùng thì cũng biến mất trước mắt hai người thấy công pháp quỷ thần khó lường của hàn lập trước khi đi lão giả họ tiêu trắng bạch sắc mặt tim đập thình thịch hắn uể oải đỡ lấy thiếu nữ chậm rãi quay trở lại đường cũ chỉ có điều lão giả không hề nhận thấy đứa cháu gái tinh nghịch của lão khi nhìn thấy thân pháp biến mất của đối phương thì trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Thậm chí, khi lão giả đón lấy, nàng mới như bừng tỉnh giấc mộng trở về. Nhưng thiếu nữ đi sau lưng lão giả vẫn thỉnh thoảng vừa đi vừa ngoái lại nhìn nơi hàn lập biến mất, dường như có ý tìm kiếm. Thực sự là một tiểu quỷ, tránh trên một thân cây gần đó, hàn lập lạnh lùng nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu thầm than. chương 293 tiềm nhập tiểu cô nương này lúc sắp đi lộ ra thần sắc si mê mà hàn lập thấy khá quen thuộc nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy lý hóa nguyên sử dụng cự dao cũng toát lên ánh mắt cực kỳ hâm mộ như vậy hàn lập nghĩ tới đó cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp này quả thật rất thú vị sau đó mỉm cười thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất trên cành cây xuất hiện bên trong bức tường của vương phủ Lúc này Hàn Lập chẳng những dùng tới ẩn hình thuật có thể ẩn mình trước mắt phàm nhân mà đồng thời thi triển dẫn khí quyết mà chỉ tu sĩ sau chút cơ mới có thể thi triển công pháp che giấu khí tức. Điều này khiến hắn có thể trốn được người hầu và nha hoàn của vương phủ, thân hình như tàng hình, người thường không thể nhận thấy điều gì khác thường. Một lát sau, Hàn Lập đã đột nhập tới khu phía sau của vương phủ, lặng lẽ trốn sau một cây cột ở hành lang, đưa mắt quan sát hết thảy xung quanh. Không lâu sau, một nha hoàn xinh xắn đi ngang qua. Hàn Lập bỗng nhiên bắn ngón tay, một quần sáng màu vàng to bằng nắm tay bắn chúng vào đầu nha hoàn. Nhất thời, nha hoàn chới với, sắp ngã xuống đất. Nhưng không để thân hình nha hoàn ngã xuống, Hàn Lập đã sớm đỡ nàng dậy, lại phi về góc cạnh cây cột. Hàn Lập thuần thục dựng thân hình mềm nhún của nha hoàn đối diện với mình, sau đó hé miệng phun ra một đạo linh khí màu xanh vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng. Nhất thời, mí mắt tiểu nha hoàn nháy nháy vài cái, rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Nha Hoàn này vừa từ từ tỉnh lại, gặp ngay một đôi mắt màu hoàng kim đang lạnh lùng nhìn chừng chừng vào mình. Nàng cả kinh định dãy giụa kêu to, nhưng đôi mắt cực kỳ quỷ dị này đột nhiên phóng hào quang màu vàng mãnh liệt, tiến thẳng vào đôi mắt của nàng. Nhất thời, Tiểu Nha Hoàn chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, cả thế giới tựa như cũng biến cả thành màu hoàng kim, tiếp theo đầu ong lên, bất tỉnh nhân sự. Hàn Lập nhìn Tiểu Nha Hoàn đang hôn mê, khẽ thở dài một hơi, lấy tay xoa mồ hôi trên mặt. Mặc dù thi triển khống thần thuật này chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng thực sự khiến hắn tiêu hao tâm thần rất lớn, có chút cảm giác cố hết sức. Chẳng trách pháp thuật này được liệt vào trong 10 đại pháp thuật tiêu hao nhất của Trúc Cơ Kỳ. Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ cần thi triển thành công liền có thể khiến người bị trúng thuật phải tuân theo mệnh lệnh của người thi triển trong một khoảng thời gian giống như nô lệ. Nhưng hạn chế của nó cũng rất nhiều, chỉ có rất ít tu sĩ chính thức tu luyện pháp thuật này. Đầu tiên, pháp thuật này chỉ có thể thi triển đối với phạm nhân, Thi triển với tu sĩ không hề có chút hiệu quả nào. Cho dù tu vi của hai người cách biệt nhau rất lớn nhưng chỉ cần có chút linh lực lưu chuyển trong não là có thể dễ dàng triệt tiêu hiệu quả mê hồn của pháp thuật này. Tiếp theo, pháp thuật này yêu cầu người tu luyện nó chẳng những phải là tu sĩ trúc cơ mà hơn nữa, thần thức cũng phải vượt xa người thường. Tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ đều không đủ tư cách luyện tập pháp thuật này. Có hai hạn chế này khiến tu sĩ có hứng thú tu luyện pháp thuật này thực sự ít tới đáng thương nhưng hết thảy những điều đó đều không thành vấn đề đối với hàn lập hàn lập vốn rất lo lắng vì mình nắm giữ quá ít pháp thuật chúc cơ kỳ ngày đó ở thiên tri các gặp được khẩu quyết của pháp thuật này liền tò mò ghi lại kết quả là trở về động phủ tu luyện thành công mà không hề gặp chút cản trở nào điều này khiến hàn lập cũng tự cảm thấy bất ngờ hôm nay sử dụng pháp thuật này đối với tiểu nha đầu quả nhiên thành công ngay lập tức đầu tiên hàn lập cẩn thận nhìn bốn phía rồi mới nhẹ nhàng vẩy ngón tay nhất thời một đoàn hào quang màu nhũ trắng bay ra khỏi ngón tay, tới trên hàng mi của nha hoàn, xâm nhập vào và biến mất trong đó. Tiểu nha hoàn tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, hai mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn Hàn Lập, không nói câu nào. Tổng quản các người xuất thân ở đâu, vào vương phủ khi nào, bình thường thích tới địa phương nào, thường tiếp xúc với ai ở ngoài vương phủ. Hàn Lập nhìn tiểu nha hoàn, dồn dập hỏi. Hắn lựa chọn xuống tay với nha hoàn này chính là kẻ được hình vương phái ra tìm tiểu vương ra khi yến tiệc bắt đầu, có thể thấy được thân phận của nàng không thấp trong đám hạ nhân như vậy càng dễ dàng nắm được tin tức chính xác chủ nhân hỏi vị tổng quản nào tiểu nha hoàn hỏi một cách vô cảm vương phủ có rất nhiều tổng quản sao hàn lập nôn nao có chút buồn bực hỏi trong phủ có vương tổng quản chuyên quản lý tài sản lý tổng quản chuyên phụ trách mua đồ ăn địch tổng quản chuyên quản lý nội phủ tiểu nha hoàn tiếp tục nói một cách vô cảm hôm nay vị tổng quản nào đón khách ở cửa phủ hàn lập nhíu mày nhỏ giọng hỏi đó là vì tổng quản có quyền lực lớn nhất, Vương tổng quản. Ta hỏi chính là hắn." Hàn Lập có chút sốt sắng nói, hắn thật sự không biết pháp thuật này có thể khống chế tâm thần đối phương trong bao lâu, đương nhiên phải hỏi những việc trọng yếu thật nhanh. Nếu không, đến lúc nha hoàn này tỉnh lại thì còn tốn thêm chút công sức nữa. Người ta nói Vương tổng quản là bạn cùng học từ thuở nhỏ với Vương gia, kết thân với Vương gia đã năm 60 năm. Trừ mỗi tháng một lần đi theo Vương gia vào cung thì bình thường không hề ra khỏi Vương phủ nửa bước cũng không hề tiếp xúc gì với người ngoài vương phủ, chỉ có duy nhất vương gia là bản thân mà thôi. Còn có mối quan hệ kỳ quái với tiểu vương gia, nghe vú nuôi trước kia của tiểu vương gia nói, trước khi tiểu vương gia 10 tuổi thì tính tình cực kỳ hung hăng, nóng này, có quan hệ rất không tốt với vương tổng quản, thậm chí còn có lần quát vương tổng quản một cái. Nhưng sau 10 tuổi thì tính tình thay đổi toàn bộ, chẳng những lễ phép với người ngoài mà còn cung kính với vương tổng quản, thậm chí còn giữ lễ như với người lớn tuổi. Vương gia cảm thấy rất vui mừng, thường nói rằng có thần nhân phù hộ. Nha hoàn nói rất bình thản, Hàn Lập nghe xong, thần sắc không đổi, trong lòng cười lạnh. Mặc dù nghe vậy thì vương tổng quản dường như không có gì khả nghi cả, nhưng thông qua biểu hiện dị thường của tiểu vương ra thì Hàn Lập có thể khẳng định, hai người này hoàn toàn có quan hệ gì đó bí mật. Hơn nữa, hai người này đều khiến hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ phải cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối không thể là phàm nhân bình thường được. Mặc dù vậy, bọn họ rốt cuộc có bối cảnh thần bí gì, Hàn Lập thực không định điều tra kỹ. Chỉ cần đối phương không phải là người của Ma đạo, hắn chẳng cần quản đối phương là chính hay tà, có mục đích bí mật gì hay không. Có thể bớt đi một chuyện, Hàn Lập đương nhiên sẽ không tự mình tìm lấy phiền toái. Nhưng thông qua vụ thẩm vấn vừa rồi, trong lòng Hàn Lập đã nắm chắc 8, 9 phần 10 rằng đối phương không hề có liên hệ gì với Ma đạo Lục Tông. Dù sao việc biến đổi khác thường của tiểu vương gia cũng không phải mới phát sinh. Nếu là người của Ma đạo đã bắt đầu giàn xếp bố cục này từ hơn 10 năm trước thì Hàn Lập cũng thật hết chỗ nói. Nghĩ tới đó, Hàn Lập mở miệng phân phó, ngô tiên sư sống ở đâu, đưa ta tới đó, tuân mệnh, chủ nhân, tiểu nha hoàn cực kỳ nghe lời, đứng dậy bước đi. Hàn Lập tiếp tục ẩn giấu thân hình, âm thầm đi theo sau. Được nha hoàn dẫn đường, Hàn Lập liên tiếp xuyên qua bảy, tám đại viện, tới trước khu vườn Yên Bình, lúc này nha hoàn mới dừng chân lại. Bốp bốp, bàn tay Hàn Lập đột nhiên lóe bạch quang, vỗ nhẹ hai cái trên lưng nha hoàn, sau đó thân hình trượt lóe, liền trốn vào sau một thân cây đại thụ. Ô, chẳng phải chỗ ở của lão thần tiên sao? Tại sao ta lại ở đây nhỉ? Tiểu nha hoàn gắng sức nhấp nháy hai mắt, đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất. Ai ở bên ngoài đó? Chẳng phải bần đạo đã phân phó, không được cho ai đến quấy rầy bần đạo tu luyện sao? Từ một gian phòng truyền đến âm thanh khó chịu của lão đạo sĩ. Tiểu nha hoàn nghe vậy, sở tới mức sắc mặt trắng bệch không còn chút máu cũng không kịp nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây liền bối rối bỏ chạy kẹt một tiếng cửa phòng mở ra vị lão đạo râu tóc bạc phơ với bộ dáng thần tiên đi ra nhưng khi thấy trong vườn không hề có một bóng người trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc sao lại thế rõ ràng còn nghe tiếng nói chuyện còn tưởng rằng vị vương ra kia tới tìm ta hại ta đang tu luyện công pháp bị náo loạn phải chạy ra đây lão đạo đứng giữa sân nhìn xung quanh một vòng có chút bực bội quay trở về phòng. Nhưng khi hắn đóng cửa, quay đầu vào trong phòng thì toàn thân nhất thời ngây dại. Chỉ thấy bên chiếc bàn bát tiên, Hàn Lập đang mỉm cười nhìn lão đạo không hề nói gì, bộ dạng cực kỳ hào hứng. "Ngươi là ai?" Lão đạo sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Tiếp theo gần như là phản xạ khoát tay, một quả cầu lửa liền hiện lên trên tay. "Nếu ta là ngươi thì sẽ không tùy tiện ra tay Hàn Lập dường như không nhìn thấy quả cầu lửa của lão đạo, dáng vẻ như không hề có chút địch ý chương 294, lộng diễm quyết. Hừ, các hạ đột nhập vào phòng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cắp. Còn dám giả thần giả quỷ, không? Lão đạo có lẽ mấy ngày qua được người trong vương phủ tôn sùng, không cần suy nghĩ quát lớn. Nhưng khi hắn dùng thiên nhãn thuật theo thói quen nhìn hàn lập, gương mặt vốn đang trùng trùng tức giận trượt ngưng lại, sau đó sắc mặt trắng bệch hẳn lên. Các, các hạ có phải là tiền bối trúc cơ kỳ? Lão đạo lắp ba lắp bắp, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin chẳng phải ngươi đã dùng pháp thuật xem rồi sao? Hàn lập nhếch mép cười, lạnh nhạt nói, tiền bối chớ nên trách tội. Trước kia vãn bối chưa bao giờ gặp tiền bối tu tiên trúc cơ kỳ, cao nhất cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 11, 12, thực sự không thể đoán được tu vi của tiền bối. Chỉ biết là tu vi của tiền bối sâu không lường được. Lão đạo này như vừa mới tỉnh mộc, vội vàng hủy quả cầu lửa trong tay, tiến lên thi lễ, thất thanh giải thích, thần tình rất ra vẻ cười hối lỗi. Hàn Lập thấy lão đạo không giống như lão giả họ tiêu mà ngược lại có vẻ hưng phấn, trong lòng dùng mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương. Vị lão đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy mà mới chỉ dẫm chân tại chỗ ở luyện khí kỳ tầng 6, đa phần là vì tán tu, cùng với tư chất quá kém, cho nên đến tận bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ có pháp lực cao thâm. Dù sao, cho dù là tán tu cũng phải có tu vi tương tự nhau mới có thể giao lưu, Sương Huynh gọi đệ. Hôm nay thấy hắn là tu sĩ cao cấp trúc cơ kỳ, đối phương đương nhiên nghĩ rằng đây là một kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa còn muốn có chút yêu ái từ hắn. Hàn lập nghĩ thông điểm này, không khỏi cười thầm, nếu đối phương có thể làm hắn vừa lòng, hắn cũng không tiếc cho đối phương chút ích lợi. Lập tức Hàn lập nhìn lão đạo, chậm rãi nói, người đó ẩn đúng đó, ta đích thực là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lão đạo đầu bạc nghe Hàn lập nói vậy, vẻ mặt càng trở nên cung kính, đương nhiên nét vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây có sự tình gì muốn phân phó vãn bối đạo sĩ cung kính nói việc này cũng là rất bình thường nếu muốn kiếm ích lợi từ hàn lập đương nhiên phải cung kính một chút hàn lập nghe nói trên mặt lộ vẻ hài lòng nhẹ nhàng nói trước tiên là nói về lai lịch của ngươi đi hôm nay ta thấy người biểu diễn khống hỏa thuật trong vương phủ quả thực rất hay hàn lập đầu tiên là tán đối phương một câu nhưng lời nói này quả là thật lòng lão đạo nghe hàn lập nói vậy trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng vị tiền bối này lại thấy được mình biểu diễn, vội cuốn quyết, khiêm tốn nói. Không dám, làm tiền bối chê cười rồi, vãn bối cũng chỉ biết thuật điều khiển lửa mà thôi, chưa bằng ai cả. Còn các công pháp khác cũng còn rất kém, vì vậy mà lai lịch của vãn bối kỳ thật không có gì hay để nói cả. Khi vãn bối còn trẻ, tình cờ tìm được một quyển liệt dương quyết trên người một vị tu tiên sắp chết, lúc đó mới tiến vào tu tiên giới. Chỉ đáng tiếc là tư chất quá kém, hơn nữa không có người chỉ điểm nên miễn cưỡng mới luyện thành tầng thứ sáu mà thôi Thuật điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên quyển sách kia sao Trong lòng Hàn Lập có chút hứng thú, liền tiện mồm hỏi Không, không phải vậy Thuật điều khiển lửa này là do năm đó vãn bối luyện công pháp tới bình cảnh Thực sự không thể tiến thêm, bất đắc dĩ mới cải biến chút tị eo xảo Có điều, sau hơn 10 năm hoàn thiện sửa chữa Nó cũng đã trở thành thứ mà vãn bối khá ưng ý Chính ngươi tự nhiên cứu thành hàn lập trong lòng cả kinh một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần lộ ra vẻ kinh ngạc đúng vậy tiền bối vãn bối còn đem tâm pháp đó viết thành một quyển lộng diễm quyết nếu tiền bối không chê xin chỉ bảo cho vãn bối một chút lão đạo thấy dường như hàn lập rất có hứng thú đối với thuật điều khiển lửa của mình chợt nhanh trí vội vàng lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng cung kính đưa cho hàn lập hàn lập thấy vậy cảm thấy nao nao nói thật hàn lập mặc dù có chút ngạc nhiên đối với những biến hóa thú vị của ngọn lửa mà lão điều khiển nhưng cũng không có ý định cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương hắn cũng không cho rằng tiểu kỹ xảo điều khiển ngọn lửa này có nhiều tác dụng đối với mình nhưng lão đạo đột nhiên chủ động đưa ra quả thực ngò ai ý muốn của hắn nhưng cũng tiện thể nhận lấy lật ra xem vài lần mới đầu hàn lập chỉ xem với sách với thái độ thản nhiên nhưng sau khi đọc một lát sắc mặt bình thản lúc đầu của hàn lập dần trở nên kinh ngạc Đoạn đầu sách nói về một ít bí quyết nhỏ về hình thái biến hóa của ngọn lửa, quả thật không có nhiều ý nghĩa đối với Hàn Lập, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhưng mấy tờ cuối trong quyển sách của lão đạo lại đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ và một số loại phương pháp có thể tu luyện khiến Hàn Lập có cảm giác được mở mang rất nhiều, nghĩ rằng đã được lợi ích không nhỏ. Một lát sau, Hàn Lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại. Giờ cũng không phải lúc nghiên cứu công pháp, phải chờ lúc rảnh rỗi mới có thể xem kỹ lại quyển sách này. Tin rằng việc này sẽ khiến sự hiểu biết và vận dụng pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng ta nhận quyển sách này ta biết mặc dù ngươi nói đưa ra để ta chỉ dạy một chút nhưng thật ra là muốn tặng ta nhưng ta là tiền bối đương nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì ở đây ta có một ít đạo thư pháp khí các cấp và một số loại đan dược hữu ích đối với luyện khí kỳ ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại để đổi lấy quyển sách này hiện tại cho ngươi thời gian uống một chén trà cần phải suy nghĩ cho kỹ hàn lập nhìn lão đạo nói một hơi khiến lão đạo kích động mãi không thôi đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối đã yêu ái khuôn mặt lão đạo đầu bạc đỏ ửng lên có chút run rẩy vì hưng phấn hàn lập cười nhẹ không nói gì mà chỉ khẽ nhắm mắt ngồi dưỡng thần trên ghế còn lão đạo giống như kiến trên chảo nóng bắt đầu đi đi lại lại không ngừng trong phòng dáng vẻ rất phân vân khó xử thế nào nghĩ kỹ chưa một lát sau hàn lập thấy thời gian đã đủ liền mở hai mắt bình tĩnh hỏi Vãn Bối nghĩ kỹ rồi, Vãn Bối muốn một chút đan dược có thể khiến tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh, lão đạo thấy Hàn Lập hỏi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói. Hàn Lập nghe vậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn cũng dự đó ẩn là đối phương sẽ lựa chọn đan dược. Dù sao pháp khí và đạo thư đều không thể làm cho công pháp tiến thật nhanh được. Vì vậy Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt bàn được làm bằng hồng mộc liền xuất hiện hai chiếc bình nhỏ màu xanh giống nhau như đúc. Đây là hai bình Hoàng Long đan có hiệu quả rất rõ ràng đối với tu sĩ dưới tầng 10 của luyện khí kỳ. Ngươi hãy lấy đi, Hàn Lập vẫn bình thản nói, luyện khí kỳ tầng 10, đa tạ tiền bối đã hậu ái. Đa tạ, ánh mắt lão đạo nhìn hai bình đan dược một cách vô cùng nóng bỏng, miệng liên tục nói đa tạ, hưng phấn tiến tới cầm lấy hai bình đan dược. Sau đó, hắn liền luôn nóng mở nút một chiếc bình ra, đặt lên mũi người, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Ta lần này tìm ngươi, kỳ thật là có việc khác cần ngươi làm sau khi hoàn thành ta sẽ lại có trọng thưởng nữa cho ngươi hàn lập nhìn đối phương cẩn thận đút hai chiếc bình vào ngực không hề vội vã nói ra mục đích chính mình đến lần này được trọng thưởng hàn lập không tin đối phương lại không động tâm quả nhiên lão đạo nghe vậy liền mặt mày hớn hở nói tiền bối có chuyện gì cứ phân phó là được vãn bối nhất định vạn chết không từ chối hàn lập nghe vậy mỉm cười nói kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát chỉ là muốn ngươi theo dõi hành tung của đồ đệ tiểu vương gia của ngươi và tổng quản nội phủ trong vòng vài tháng. Nếu có phát sinh chuyện gì khác thường thì nói ngay cho ta biết." Hàn Lập mặc dù chỉ nói thoáng qua như vậy nhưng lão đạo nghe xong, có chút cảm giác sợ hãi. Hắn thực sự không nghĩ rằng vị tiền bối này lại yêu cầu mình giám thị hai phàm nhân, hơn nữa trong đó có một người là đồ đệ mới của mình. Lão đạo cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn Hàn Lập, liền cẩn thận hỏi: "Vãn bối có thể biết nguyên nhân bên trong được không?" hai người này chẳng lẽ có gì không ổn sao lão đạo hỏi một cách cực kỳ cẩn thận chỉ sợ vô ý nói gì có thể đắc tội vị cao nhân này trên mặt hàn lập thực sự không hề lộ ra chút gì vui vẻ nhưng cũng không trả lời đạo sĩ ngay mà cân nhắc một chút rồi mới trầm giọng nói kỳ thực ta là tu sĩ của hoàng phong cốc trong thất phái ma đạo đang xâm lấn việt quốc chúng ta hẳn ngươi cũng biết mà ta lại hoài nghi hai người đó có thể có quan hệ với ma đạo cho nên cần có người giúp ta theo dõi hành tung của bọn họ, để phòng sự cố bất ngờ. Mặc dù Hàn Lập không nghĩ rằng vị Vương tổng quản và tiểu vương gia là người của Ma đạo, nhưng tốt nhất là cẩn thận thì vẫn hơn. Đối với những chi tiết chưa biết về hai người này, Hàn Lập vẫn cực kỳ thận trọng, cho nên mới tìm lão đạo này để giám thị hành động bọn họ. Chẳng qua, hắn đương nhiên không thể nói hết toàn bộ cho lão đạo được, mà đành phải dùng đến Ma đạo để nói cho lão đạo hiểu rõ vấn đề. Dù sao hai người này rất nguy hiểm, đây chính là kết luận bằng cảm giác của Hàn Lập, thực sự không thể nói với kẻ khác được. mươi 295, Phó ước, cùng ma đạo có liên quan, lão đạo nghe được Hàn Lập là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn đã sớm đoán ra được, trong thất phái tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thực sự rất ít. Nhưng khi nghe được đồ đề mà mình muốn thu nhập cùng với vương tổng quản có thể dính líu đến ma đạo thì sắc mặt cũng trở nên tái xanh. Nên hiểu rằng ma đạo tại tiên giới Việt Quốc vốn rất nổi danh, chỉ có thể dùng mấy chữ, tàn nhẫn, máu tanh mà miêu tả. Mà hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên là muốn trốn cũng không kịp. Tiền bối có lầm không? Vị tiểu vương ra kia chính ta xác thật đã kiểm tra thân thể, trong cơ thể một chút pháp lực cũng chẳng có lão đạo sau khi kinh hãi liền cẩn thận suy nghĩ, có điểm khó có thể tin. Dù sao hắn và vị tiểu vương ra cũng tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian, thật sự nhìn không ra đối phương có điểm gì giống với người trong ma đạo như lời đồn. Hàn lập nghe đối phương nói thế, cũng không nói thêm gì nữa, thần sắc bĩnh tĩnh, nói một cách đơn giản. Vậy hai người có phải là ma đạo hay không? Người sau này tự mình tìm hiểu thì sẽ phát hiện ra chỗ dị thường, không cần ta phải giải thích. Ta cũng không phải muốn người có hành động bất lợi với hai người kia, chỉ đơn giản là dám thì một chút, mặt khác ngươi ngàn vạn lần không được có bất cứ hành động dò xét gì. Vạn nhất sau khi đối phương biết rằng người phát hiện ra thân phận bọn chúng, sợ rằng tính mạng khó bảo toàn. Hàn lập cuối cùng cảnh cáo lão đạo một câu, trong mắt lão đạo tóc bạc tràn đầy vẻ hoài nghi, sau khi nghe những lời này của hàn lập lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi trần chờ một hồi lão đạo liền há mồm há miệng có chút lo sợ hỏi vạn nhất hai người này phát hiện ra ta dám thị bọn họ thì phải làm thế nào bần đạo pháp lực thấp kém thật sự chỉ sợ làm hỏng đại sự của tiền bối hàn lập nghe vậy hơi nhíu mày bộ dáng lão đạo có vẻ xìu xuống muốn đánh trống lui trận xem ra cần phải cho thêm chỗ tốt nữa mới được nghĩ tới đây hàn lập thò tay vào túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật nhẹ nhàng đặt lên bàn giám thị hai người này thật sự có chút nguy hiểm ta có một kiện thượng cấp pháp khí thích hợp để đưa cho ngươi phòng thân đợi khi xong việc này nó cũng chính thức thuộc sở hữu của ngươi hàn lập chỉ vào hạt châu đang tỏa quang mang màu tím nhàn nhạt, nhạt để trên bàn thản nhiên nói với lão đạo thượng cấp pháp khí lão đạo vừa nghe xong tinh thần nhất thời phấn chấn thật đáng thương cho lão qua bao nhiêu năm mà trong túi đừng nói đến thượng giai pháp khí ngay cả trung cấp cũng chưa bao giờ được cầm đến tay đây là tử quang châu, chỉ cần rót pháp lực vào bên trong lập tức tạo ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân, nếu là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường khó có khả năng phá được phòng ngự này. Thế này cũng đủ để người ứng phó với đại bộ phận nguy hiểm rồi. Hàn lập thần sắc không đổi, chậm rãi nói, đây là phòng ngự pháp khí. Sau khi nghe được rõ ràng, chi tiết lời giới thiệu này, trong mắt lão đạo sĩ này như phún lửa. Phòng ngự pháp khí trong các loại pháp khí tối thiểu cũng là chân quý nhất, nếu như lão đạo này muốn dựa vào linh thạch mình tích cóp được để mua thì sợ rằng cả cuộc đời cũng chẳng có cơ hội. Tốt, việc này bần đạo sẽ tận sức lão đạo tóc bạc tâm tình bất định, sau đó rút cuộc cũng cắn răng đáp ứng. Xem ra câu chim chết vì mồi, người chết vì tiền ở trong tu chân giới vẫn chẳng sai. Hàn lập thấy lão đạo đáp ứng việc vô cùng nguy hiểm này, trên mặt tuy lộ vẻ tươi cười nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cái tiêu ký linh lực này tạm thời để trong người ngươi, như vậy vạn nhất nếu có việc gì xảy ra ta cũng có thể lập tức đến tìm ngươi, nói không chừng sẽ cứu được một mạng. Mặt khác, sau khi việc này xong xuôi, ta cũng sẽ cho ngươi một bình hoàng long đan làm thù lao Hàn Lập dùng thủ pháp đồng dạng, đem một đoàn linh khí đưa vào người lão đạo, vừa đấm vừa xoa nói. Lão đạo sĩ thấy Hàn Lập làm như vậy, sau khi run run cũng ra vẻ không biết ý định chân thật của hắn mà luôn miệng tạ ơn. Hàn Lập thấy lão đạo thức thời như vậy cũng không khỏi nhịn cười, sau đó mới đứng dậy cáo từ lão đạo sĩ cung kính tiến hắn yên lặng rời khỏi vương phủ. Hắn không có ý lập tức quay về tần trạch, mà tùy ý tìm một trà lâu đi vào ngồi uống trà, bắt đầu ngồi suy ngẫm lại tất cả việc phát sinh gần đây, nhìn lại xem mình có chỗ nào không ổn hoặc là để lại dấu vết gì đó hay không. Thường xuyên xem xét lại việc mình đã làm, kiểm điểm thật kỹ càng đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ có không ngừng giảm bớt các nhược điểm bản thân mới có thể làm cho hắn ở trong mỗi bước nguy cơ của tu tiên giới mới được bình yên vô sự cho đến nay. Vì vậy Hàn Lập ngồi trong trà lâu nửa ngày thời gian, cho đến khi trời tối sầm mới từ trong ánh mắt khác thường của điếm tiểu nhị rời đi. Chỉ kêu một chén nước trà mà ngồi đến nửa ngày, tên tiểu nhị này cũng lần đầu tiên nhìn thấy nên sau này không ngừng hướng người khác buôn dưa chuyện này làm cho Hàn Lập vô ý trở thành chuyện cười của một ít phàm nhân, hắn căn bản không từng nghĩ đến chuyện dọa người như thế. Thời gian ước định với lão giả họ tiêu còn chưa tới, nhưng Hàn Hập cũng không định đêm hôm khuya khoát mới đi. Hắn cũng sẽ không đúng giờ, tốt nhất là đến sớm một chút, phòng ngừa đối phương lại dở trò. Sau khi đi trên đường một lát, Hàn Lập đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được tiêu ký của ông cháu họ tiêu, lẽ tất nhiên là không chỉ về khu phía đông mà ngược lại ở khu phía tây, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi tức giận. Hừ một tiếng lạnh lùng, Hàn Lập thừa lúc xung quanh không có người, liền ném thần phong chu lên trời, cả người biến thành đạo bạch quang đi theo hướng cảm ứng. Nói đến việc dùng linh khí cảm ứng để truy tìm người, chính là một thủ đoạn mà tu sĩ trúc cơ kỳ rất thường dùng, bất quá đại đa số chỉ có thể cảm ứng được trong khoảng 10 dặm phụ cận. Còn Hàn Lập dựa vào đại diễn quyết lại có khả năng tìm kiếm trong phạm vi hơn trăm dặm, thật sự làm người khác kinh sợ. Điều này cũng làm cho Hàn Lập vô cùng chờ mong việc luyện thành đại diễn quyết tầng thứ hai. Chỉ trong chốc lát Hàn Lập đã đứng trên thần phong chu nhìn một tòa trang viện không ra gì nằm ở dưới chân cách hơn 10 trượng, trong trang viện chỉ có 3 gian phòng không lớn, khá cũ. Đứng trên tiểu chu trắng sáng như ngọc, Hàn Lập cũng không lập tức hạ xuống mà lẳng lặng không nói, tựa hồ như lo lắng chuyện gì đó. Cuối cùng Hàn Lập khẽ nhấc chân, Tiểu Chu lập tức như sao băng dáng xuống đất. Nhưng khi cách mặt đất chừng 5 6 trượng, đột nhiên pháp khí dừng lại, thân thể Hàn Lập nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống, đồng thời tay phải hắn hướng lên không trung thu hồi Tiểu Chu, nhất thời nó biến nhỏ rơi vào tay hắn. Hành động như nước chảy mây trôi, không hề phát ra một tiếng động. Sau đó thân hình như quỷ mị tiến tới trước gian phòng ở giữa, từ từ phóng thần thức ra dò xét động tĩnh bên trong. Hàn lập rõ ràng cảm ứng được có hai người ở trong phòng không thể nghi ngờ. Quả nhiên thần thức của hắn vừa tiến vào bên trong phòng thì đã nghe thấy thanh âm của cô gái. Ra ra, chúng ta làm như vậy liệu có chọc giận đối phương không? Nếu người kia thật sự tới tìm thì những từ ngữ đã được chuẩn bị kỹ càng có tác dụng gì? Thanh âm cô gái tràn ngập lo lắng, xem ra Hàn Lập đã để lại cho nàng ấn tượng cực kỳ cường đại, khắc sâu. Hừ, nhà đầu ngốc nhà ngươi, người ta nói có thể sử dụng một chút linh khí tìm được chúng ta thì thật sự đúng như thế sao? Ra ra ngươi ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, chuyện bị đe dọa ra ra ngươi nghe nhiều rồi, ta cũng chẳng tin người kia nói là thật. Hơn nữa cho dù thật sự có pháp thuật cảm ứng nhưng khoảng cách xa như vậy thì tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có khả năng tìm ra được. Nếu như còn ở đông khu thì thực sự sẽ bị người này tìm đến. Lão giả hừ lạnh một tiếng rồi giáo huấn cháu gái một trận. Nếu nói vậy, chúng ta sao không lập tức rời khỏi việt kinh ngay trong đêm nay mà lại đi đến tây khu cô gái vẫn chưa phục lập tức phản bác ngươi vẫn chưa hiểu ra 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 ngươi vừa rồi cũng chỉ đoán mà thôi tìm được hay không vẫn chưa thể biết được nếu thật sự ta đoán đúng thì ông cháu chúng ta sẽ chẳng chạm mặt với người này có thể đến nơi khác tiêu diêu tự tại nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ nói không chừng sẽ có phương pháp truy tung vô cùng xa chúng ta chạy ra ngoài việt kinh vạn nhất bị đối phương bắt được thì không có cách nào để giải thích. Mà ở Tây Khu thì không giống thế, tùy tiện có thể tìm một cái cớ để ứng phó. Lão giả tựa hồ rất sủng ái đối với cô gái, không thể làm gì khác hơn chính là giải thích rõ ràng, chi tiết một lần. Hi hi ra ra cũng thật giảo hoạt, tuy nhiên cháu xem hình như người này không phải loại hèn hạ, chúng ta đâu cần phải ẩn úp như thế. Theo như cháu cần phải lợi dụng quyển sách nọ để giao dịch có lợi một phen với đối phương, nói không chừng có thể kiếm được không ít chỗ tốt dù sao quyển sách kia cũng quá thâm ảo, đối với chúng ta chẳng có tác dụng gì cô gái sau khi cười nhẹ hai tiếng, không thèm để ý nói. Hừm, thế gian hiểm ác, không dễ dàng như người nghĩ đâu. Đích xác theo lẽ thường mà nói, nếu mọi người quang minh chính đại giao dịch với nhau thì cũng chẳng cần phải né tránh. Nhưng người có từng nghĩ tới, giao dịch công bằng chỉ tồn tại khi nào hai người thực lực tương đương nhau, một bên mạnh, một bên yếu làm gì có cái gì công bằng. Hơn nữa quyển sách này đối với chúng ta chẳng là cái gì, nhưng tới tay người này nói không chừng là bảo vật. Sau đó lập tức ra tay giết chúng ta diệt khẩu, ra ra gặp những chuyện như thế không phải chỉ một lần. Làm sao ta có thể tin tưởng được người nọ đây, dù sao ông cháu chúng ta tu vi kém đối phương quá xa, muốn giết chúng ta hắn cũng chỉ tốn chút sức lực. Thanh âm lão giả tỏ vẻ buồn bã, hiển nhiên đối với sự thật sinh mệnh nằm trong tay kẻ khác thực sự cực kỳ bất đắc dĩ. Ra ra, không cần nản trí như vậy, không phải ra ra đã nói rồi sao, người kia tuy nhìn còn trẻ nhưng nói không chừng là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm rồi cô gái thấy vậy vội vàng mở miệng an ủi trong lúc đó đột nhiên từ phòng ngoài truyền đến một thanh âm lạnh lùng của người mà bọn họ sợ nhất như thế nào ta giống lão yêu quái lắm sao hai ông cháu sắc mặt đại biến cửa phòng ban đầu đóng chặt nhưng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra hàn lập không hoảng không vội đi tới vừa vào bên trong hàn lập không khách khí ngồi ở ghế chủ tọa sau đó thần sắc cực kỳ bình tĩnh nhìn hai người không nói gì Chương 296, bái sư, lão yêu quái nào, không có ai nói lời này, cô gái sắc mặt đại biến, vội vàng cười miễn cưỡng, cúi đầu thấp xuống, không dám liếc mắt nhìn qua. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không có cùng tiểu cô nương này so đo, mà ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lão giả. Khuôn mặt của lão giả đồng dạng cũng kinh hoàng thất thố. Hắn thực sự không biết lời nói vừa rồi Hàn Lập nghe được bao nhiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, những từ ngữ được chuẩn bị kỹ trước kia cũng không dám nói ra. Không nghĩ tới tiền bối đã tới nhanh như vậy, vãn bối còn tưởng phải đợi tối thiểu là hơn hai cảnh giờ nữa. Vãn bối sẽ đưa cho tiền bối quyển sách kia. Lão giả dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cố gượng tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của Hàn lập. Vừa mở miệng liền rất thông minh lập tức đề cập đến quyển sách, hy vọng có thể làm Hàn lập hạ lửa giận. Tốt, lấy đem qua đây. Ánh mắt Hàn lập như đao kiếm sau khi nhìn chòng chọc lão giả một lát, rút cuộc lạnh lùng nói. Điều này làm cho lão đem tâm trạng tạm thời trở lại bình thường theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ không lập tức phát tiết tức giận. Lão trong miệng vội vàng đáp lời, người liền hướng phòng bên cạnh đi đến. Mà cô gái kia thấy vậy thì cước bộ cũng động đậy muốn cùng đi nhưng bị hắn dùng ánh mắt chế trụ lại. Cười nói gì đi chứ, nếu hai người đều rời đi thì không phải đã cố ý làm đối phương tức giận sao chứ. Sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng ông cháu bọn họ muốn dở thủ đoạn, mà lão giả hiện nay đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm không thực tế ở trong đầu, sợ sẽ làm hàn lập sinh ra hiểu lầm. Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, đành phải ở lại trong phòng, một câu cũng không dám nói, đứng tại chỗ với Hàn Lập. Động tác lão giả cực kỳ khéo léo, đảo mắt đã cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ bị hư hại đi đến, xem ra là quyển sách phải ở trong đó mới đúng. Tiền bối, công pháp thu liếm hơi thở của hai ông cháu ta chính là học được từ trong quyển sách này, xin mời tiền bối nhìn qua một chút, xem có điểm tác dụng nào hay không. Lão giả đi vài bước đến trước Hàn Lập, vẻ mặt cung kính nói, nhẹ nhàng mở hộp gỗ, lộ ra một quyển sách bằng da màu vàng nhưng đã biến thành đen, rồi đưa cho Hàn Lập. Vừa thấy sách này thì đã biết nó là một cổ vật niên đại rất lâu. Hàn Lập nheo nheo mắt, sau khi nhìn vài lần quyển sách trên tay đối phương, liền gật gật đầu đón lấy nó. Tuy vì niên đại quá lâu nên màu đã bị biến đổi, nhưng khi ngón tay Hàn Lập chạm vào trang bìa thì có cảm giác chân nhẵn, hơn nữa còn phảng phất vô cùng cứng cáp. Xem ra tài liệu của nó không phải bình thường, mà là do da của một yêu thú nào đó đặc chế ra nếu không cũng không có khả năng lâu như thế mà còn có thể bảo tồn hàn lập khẽ vuốt quyển sách trong chốc lát sau khi trầm ngâm một chút mới chậm rãi dở ra sau khi đưa mắt nhìn đại khái vài lần hàn lập liền nhíu mày quyển sách này vừa lật ra thì đập vào mắt hắn chính là một loại thượng cổ văn tự nào đó rất lạ lẫm hàn lập có thể khẳng định rằng hắn căn bản là không biết cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự ở trong tàng thư của hoàng phong cốc một khi đã không biết hàn lập sẽ không lãng phí thời gian mà là nhanh chóng lật ra phần phía sau của quyển sách. Kết quả tại hai trang cuối cùng, hắn rút cuộc phát hiện ra tựa hồ có người đưa thêm vào một bộ vô danh khẩu quyết, mà nó viết bằng văn tự hiện dùng, không giống như tu tiên giới hay dùng một loại chữ viết cổ, làm hắn dễ dàng đọc hiểu. Trong lòng Hàn Lập biết đây là bộ công pháp thu liếm hơi thở kia, nên không khách khí tính tâm suy ngẫm. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập liền từ từ khép sách lại, trên mặt lộ ra thần sắc có vài phần đăm chiêu. Mà lão giả ở một bên vẫn thủy chung không dám thở mạnh, tim lại đập thình thịch, biết giờ phút này chính là thời điểm quyết định vận mệnh của ông cháu họ. Đối phương sẽ xử trí bọn họ như thế nào thì cũng chỉ ở tại ý nghĩ trong lúc này. Hàn Lập không để ý đến tâm tính khẩn trương của lão giả, liền không sợ không vội lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc, vừa khéo thu vào. Sau đó hắn mới quay mặt bình thản nói với lão giả. "Quyền sách này ta thu lấy, hiện tại hai ông cháu người muốn đổi lại cái gì?" có thể nói cho ta nghe, nếu có thể ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Thanh âm hàn lập không lớn nhưng đến tai lão giả cùng cô gái lại giống như âm thanh của tự nhiên rất dễ nghe. Hai người lúc này biết rằng chẳng những bảo vệ được mạng nhỏ, xem ra còn có chỗ tốt, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Tiền bối, có đúng là sẽ thương lượng với ông cháu ta một chút. Sau khi nguy cơ qua đi, lão giả lại muốn có được ích lợi lớn nhất cho lần trao đổi này, hấp tấp hướng hàn lập cười nói. Phải biết rằng trước khi hàn lập đến, Ông cháu bọn họ hai người rõ ràng là rất sợ hãi đối phương giết người diệt khẩu, căn bản không nghĩ đến sự tình thương lượng để trao đổi vật phẩm. Bây giờ nghe hắn hỏi như vậy nên tự nhiên có chút thất thố. Hơn nữa hiện tại thấy Hàn Lập không phải là loại tiểu nhân trở mặt vô tình nên lão giả cũng bạo gan. Tùy các ngươi, thời gian không quá lâu là được. Hàn Lập bởi vì tìm được một bộ bí quyết cực kỳ hữu dụng cùng với một quyển sách cổ thần bí nên tâm tình rất tốt, không thèm để ý phất phất tay nói. Đa tạ tiền bối hậu ái hai người bọn ta chỉ cần một chút thời gian là được lão giả vui mừng hớn hở nói sau đó lão lập tức lôi kéo cô gái đi ra ngoài phòng hai người bắt đầu to to nhỏ nhỏ hàn lập thấy vậy khẽ cười tuy hắn có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt hai người này nhưng hàn lập tự phụ mình không phải là người cùng hung cực ác nếu không cần thiết thì hắn sẽ không làm loại chuyện nói không giữ lời đó sau một lát lão giả với cô gái mang theo vẻ mặt cổ quái đi đến bộ dáng tựa hồ có chút bất an hàn lập thấy tình hình có điểm kỳ quái nhưng trong miệng vẫn hỏi hai người bọn ngươi suy nghĩ kỹ chưa tiền bối ông cháu ta đã thương lượng qua cháu gái tại hạ không muốn vật ngoại thân nhưng có một yêu cầu táo bạo mong tiền bối có thể thành toàn sau khi chủ trừ lão giả mới cắn răng nói ra một câu làm hàn lập ngoài ý muốn yêu cầu gì hàn lập nhíu mày chậm rãi hỏi chẳng biết vì sao trong lòng hắn lúc này đột nhiên lại có cảm giác phiền toái Lão giả trở nên trần chờ cho đến khi thấy Hàn Lập không lộ ra vẻ gì mới hàm hàm hồ hồ nói ra vài lời. Kỳ, kỳ thật cháu gái tại hạ thực sự ngưỡng mộ tu vi thâm hậu, công pháp cao thâm của tiền bối. Muốn, muốn bái làm đồ đệ của người, nguyện ý từ nay về sau phục thị tiền bối. Mong rằng với lòng thành tâm của cháu gái lão thì tiền bối có thể đáp ứng. Sau khi lão giả lắp bắp nói xong, cô gái rất thông minh liền vội vàng bái lại Hàn Lập, dập đầu một cái mạnh mẽ xuống đất. Hàn lập căn bản không ngờ sự tình lại như vậy, nên sau khi kinh hãi liền lập tức trở nên dở khóc dở cười. Bắt hắn thu nhận đồ đệ, việc này không phải là giỡn chơi chứ hả? Chính hắn tại trong tu tiên giới còn rón rón rén rén, không thể tự bảo vệ được, sao còn có thể mang thêm trẻ nít được? Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng việc này, chẳng qua lời nói không thể thu lại được, tư chất của tiểu cô nương hắn chưa có kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không tệ. Nếu không với tuổi còn ít cũng sẽ không luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 6 lúc trước hắn đã phải điên cuồng ăn đan dược mới có thể tiến đến mức này như vậy xem ra để cho tiểu cô nương này sống trong sự hỗn loạn ở cấp thấp của tu tiên giới tựa hồ có chút đáng tiếc tuy hắn vẫn không thể thu nàng làm đồ đệ nhưng có thể giới thiệu cho một người sư phụ khó có được một tiểu cô nương có bộ dáng tinh quái hắn sẽ không bỏ đi cơ duyên này hàn lập nhớ rõ ràng vị tiểu lão nhân mã sư huynh đến nay còn chưa có thu môn hạ thêm nữa sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi bách dược viên liền gặp qua mã sư huynh một lần và nghe phàn nàn rằng lão phải tự mình đi trông coi vườn thuốc, sớm biết thế thì đã thu lấy một đồ đệ ngoan hiền cho rồi. Hôm nay vị tiểu cô nương vừa nhìn đã biết là cực kỳ băng tuyết thông minh, nếu đích xác tư chất không kém thì cũng không ngại giới thiệu thử một lần cho mã sư huynh. Lão có vừa lòng hay không, có nguyện ý thu nhận hay không, đó là sự tình không liên quan đến hắn. Hàn lập nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, làm lão giả cùng cô gái nghĩ rằng hắn thực sự xem xét việc thu nhận, không khỏi đều lộ ra vẻ hưng phấn đi tới đây để ta xem tình huống linh căn của ngươi hàn lập phục hồi lại tinh thần từ trong trầm tư hướng cô gái vẫy tay ra hiệu bình tĩnh nói dạ tiền bối cô gái có vẻ cực kỳ nhu thuận cung kính đáp ứng sau đó nhẹ nhàng đi đến trước người hàn lập chủ động đưa cổ tay mềm mại trắng nõn ra một chút ý tứ ngượng ngùng liền xuất hiện hàn lập duỗi tay phải ra nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay ngọc ngà của cô gái bắt đầu đưa linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu động sau đó không lâu liền buông tay. Song Linh căn tư chất đích thật rất tốt, Hàn Lập dương mắt nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương thì thào lẩm bẩm. Cô gái cùng lão giả nghe hắn nói như thế, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nghĩ rằng Hàn Lập sẽ đáp ứng việc bái sư. Nhưng lời hắn đột nhiên chuyển biến nói, đáng tiếc chính là ta không thu đồ đệ, nếu không bằng vào tư chất của ngươi, làm đồ đệ của ta vậy là đủ rồi. Lời của Hàn Lập lập tức làm cho ông cháu hai người như bị dội gáo nước lạnh, không khỏi ngây ngốc tại chỗ chương 297, Liệt Ngân hung tấn. Hàn Lập thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, đột nhiên cười, tiếp theo nhẹ nhàng nói. Ta tuy không thể thua cô nương làm đồ đệ, nhưng cũng đừng chán nản. Ta có thể giới thiệu một vị sư huynh đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ để làm sư phó của ngươi. Nhưng có bái sư thành công hay không thì còn phải xem vị sư huynh này của ta có hài lòng đối với ngươi hay không. Thực sao, cô gái vốn thất vọng, sau khi nghe nói thế, lập tức tinh thần rung động. Hàn Lập không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khối truyền âm phù, sau khi nhẹ giọng nói nhỏ với phù lục, liền đem nó cùng với một khối ngọc bài giao cho cô gái. Người cầm hai thứ này, có thể đến bách dược viên của Hoàng Phong Cốc tìm một vị tiền bối họ mã, đến lúc đó có bái làm môn hạ được hay không thì còn phải trông vào tạo hóa của ngươi Hàn Lập thần sắc nhàn nhạt nói. Cô gái không nghĩ tới Hàn Lập tuy không muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác, lại dấy lên một tia hy vọng, vội vàng bái tạ hắn một chút. Mà lão giả kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn sự tình giới thiệu bái sư, bởi vì không nhất định sẽ thành công nên ta tặng thêm ngươi hai kiện thượng cấp pháp khí, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các ngươi. Hàn Lập nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra một giải lụa theo kim tuyến cùng một thanh tiểu kiếm màu lam, tùy tay đưa cho lão giả. Lão giả thấy vậy, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lão vốn tưởng rằng Hàn Lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái đã là yêu đãi không nhỏ rồi, không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người điều tốt khác nữa, không khỏi rất lấy làm cảm kích. Lão giả cuốn quyết đa tạ không ngừng rồi mới cung kính tiếp nhận pháp khí, lộ ra bộ dáng cực kỳ yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này. Thượng cấp pháp khí, lão đã tu luyện lâu năm nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi, hôm nay mới một chút mà đã có được hai kiện, còn điều gì phải bất mãn nữa đây. Sau đó Hàn Lập không có ở đây lâu, tùy tay thu hồi lại hai đạo linh khí tiềm phục trên thân đối phương, dưới ánh mắt đưa tiến cung kính của hai ông cháu liền phiêu nhiên rời đi. Đợi hắn thực sự đi xa, lão giả mới vui mừng đem giải lụa đưa cho cô cháu gái, còn thanh tiểu kiếm thì cho mình, rồi chuẩn bị xuất phát đi Hoàng Phong Cốc tìm vị Mã Tiền Bối kia để xem cháu gái mình có cơ duyên, có thể bái làm môn hạ của thất phái hay không. Chẳng qua lão giả họ Tiêu cũng có chút kỳ quái, Hàn Lập vì sao lại ở cùng một chỗ với người Tần gia, bọn họ đều là phàm nhân thực sự a. À. Không đề cập đến suy nghĩ nguyên man của lão giả, Hàn Lập rút cuộc hứng thú vui thích về tới Tần phủ. Bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình, cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thần chẳng biết, quỷ chẳng hay liền xuất hiện trong phòng ngủ. Mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh thu liếm hơi thở, Hàn Lập nghĩ rằng nó cực kỳ thực dụng nên ngay đêm đó đã mở sách ra để tu tập. Khẩu quyết chỉ là một chút kỹ xảo vận dụng linh lực mà thôi, dưới pháp lực thâm hậu của Hàn Lập, việc nắm giữ cũng không có cái gì khó khăn. Trong thời gian gần một đêm hắn đã lĩnh hội được phần lớn. Đến buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí, nghĩ thấy vận khí gần đây của mình cũng không tệ lắm thì đột nhiên từ trong túi chữ vật truyền đến một âm thanh trầm muộn, tựa hồ giống như có cái gì vỡ tan. Thân sắc của hắn lập tức trở nên rất khó xem, vẻ âm trầm hiện trên mặt. Hắn dùng tay lôi từ trong túi chữ vật ra một hạt trâu màu tím, giống như đúc pháp khí mà hắn đưa cho lão đạo đầu bạc kia, bề mặt hạt trâu trong suốt bóng loáng lại vỡ ra mấy khe hở nông sâu khác nhau. Hàn lập im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên không nói ra được lời nào, sau khi nhìn thấy không có ai trong sân thì thần phong chu lập tức rời tay lơ lửng trước người, tiếp theo hắn nhảy lên trên tiểu chu, vô thanh vô tức biến mất khỏi tần trạch. Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại một thôn trang nhỏ tại ngoại thành của Việt Kinh. Hắn thần sắc không đổi nhìn ngắm bầu trời chung quanh thôn trang, bộ dáng tựa hồ tìm cái gì đó. Rút cuộc trên một ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, cách thôn trang vài dặm thì hắn hạ pháp khí xuống, ánh mắt chấp động nhìn tròng trọc không rời một cây dương liễu cực to. Sau nửa ngày hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ thu. Nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, trong đó có một hạt trâu màu tím sáng ngời, đồng dạng trên mặt vỡ ra mấy vết nứt. Xem hình dạng kích thước của vết nứt kia thì thấy giống nhau như đúc viên trâu trên tay của hắn. Hàn lập thở dài, hướng quang đoàn phất tay một cái, hạt trâu đã bị vỡ lập tức bay đến trong tay. Hạt trâu vừa đến trong lòng bàn tay, quang đoàn ở tầng ngoài lập tức tan rã vào trong cơ thể hàn lập, chỉ còn lại có hạt châu trơ trụi đang xoay xoay trên tay không ngừng. Hàn lập trầm ngâm trong chốc lát, ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay, tạo thành một cái hố to ngay dưới gốc đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hàn lập tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được gì. Xem ra hơn phân nửa là đã gặp phải độc thủ Hàn lập lắc lắc đầu thì thào lầm bẩm. Hắn lúc trước chọn lựa đưa cho lão đạo chính là tử Quang Châu, kỳ thật nên gọi đầy đủ là tử Quang Cảm ứng Châu. Pháp khí này sau khi qua luyện chế thì gồm hai viên. Chúng nó chẳng những có thể phóng ra màn hào quang phòng hộ, hơn nữa chỉ cần một viên bị hủy diệt thì viên kia nếu ở trong vòng ngàn dặm cũng đồng thời bị phá hủy, có thể nói là không thể tư nghị. Loại pháp khí này là loại mà đệ tử Hợp Hoan Tông của Ma Đạo Lục Tông thường hay dùng để phòng ngự nhất. Hàn Lập trong khi chém giết ở biên giới mới thu hoạch được vài cái, bởi vì nó rất kỳ lạ nên hắn mới để lại mà không có bán đi. Hắn đưa pháp khí này cho lão đạo kỳ thật còn sợ vạn nhất lão gặp bất trắc thì mình có thể lập tức biết được sự tình. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chính là chỉ trong thời gian gần một đêm, lão đạo liền vận dụng nó, hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ít. Điều này ở ngoài dự kiến của Hàn Lập, có cảm giác ứng phó không kịp. Hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích, tựa hồ lo lắng điều gì đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập tựa hồ lay động, sau đó mặt không chút thay đổi đem thần phong chu thả ra, nhảy lên, biến thành một đạo bạch quang hướng xa xa bay đi ngọn đồi nhỏ hoang vô tựa hồ khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng chim kêu chiêm chiếp, thì tử khí lần lượt nổi lên âm trầm. Xoạt, sau nửa canh giờ, tại phụ cận vang lên một âm thanh thật sâu đậm. Tiếp theo dưới một cây nhỏ cách xa cái hố to vài chục trượng có một bóng người chậm rãi chui ra, toàn thân cao thấp đều bao bao bọc bọc bởi vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tinh quang bắn ra bốn phía, bên ngoài còn có một màn hào quang màu vàng. Nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi đi ra hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời cùng chung quanh một lượt rồi mới trầm giọng nói. Xuất hiện đi, người nọ thực sự đi rồi. Âm thanh vừa dứt thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh đồng thời trở nên lùi lõm, thêm ba người ăn mặc giống như vậy lại chui ra, cũng có màn hào quang màu vàng, cũng mặc áo đen che mặt. Một người trong đó có bộ dáng mảnh khảnh, hình như là một nữ tử. Đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ phân phó chúng ta đem người bắt sống hoặc giết chết, nhưng hiện tại chúng ta trơ mắt nhìn người này rời đi, sẽ không có việc gì chứ? Một vị dáng người thon dài vừa mới chui ra, không khỏi lo âu hỏi. Nghe khẩu âm thì tựa hồ tuổi không quá lớn, người đi ra đầu tiên nghe vậy, thân hình không khỏi có chút run rẩy, những lời này chính là đang nói ra điều mà hắn lo lắng. Người giao mệnh lệnh ngoan độc vô tình, mấy người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm. Sẽ không có việc gì đâu, khi phân phó thì cũng không nói đến tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây chính là sự tình ở ngoài năng lực của chúng ta, nếu ra tay cũng chỉ là tìm chết mà thôi, người này có chút không tự tin nói. Hừ, đại ca nói rất đúng, chúng ta bằng vào cái gì có thể giữ được tu sĩ trúc cơ kỳ, ta còn không tin người này một điểm đạo lý cũng không nói nữ tử duy nhất trong ba người có chút khó chịu nói. Nghe xong ba người khác không khỏi nhìn nhau cười khổ, vị tiểu muội này của bọn họ đến bây giờ vẫn khờ dại như thế, mạng sống ở trong tay đối phương, người ta còn có thể nói lý với bọn họ sao chứ? Tuy nhiên tiểu muội nói không phải là không có chút đạo lý nào, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không sẽ không đem việc này giao cho chúng ta. Mà ít nhất nên phái một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hỗ trợ mới đúng vị có bộ dáng cao gầy cuối cùng cũng mở miệng nói. Phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt quá lớn người có hình dáng thon dài tựa hồ tinh thần rung động, vội vàng phụ họa nói. Nhưng nói thế nào thì nói, bọn họ cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Nhưng có một chút kỳ quái, ta luôn luôn nghĩ rằng tựa hồ giống như đã gặp qua vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này ở đâu đó trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này làm ba người khác đều dùng mình, cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là nàng kia, trong mắt vẻ tò mò chợt lóe, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng. Nhưng người được xưng là đại ca kia bỗng nhiên phất tay ngất lời nói. Được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Có sự tình gì, để lại về sau hãy nói. Nữ tử kia thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên cửa miệng nuốt trở vào, đồng ý gật gật đầu. chương 298, xanh cầm, các vị sẽ đi nơi nào, có muốn tại hạ đưa tiến một đoạn hay không? Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Giọng nói này lạnh buốt thấu xương, làm bốn tên bịt mặt đều trở nên kinh hãi thất sắc, cơ hồ đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đầu mình. Chỉ thấy ở trong không trung cao hơn 10 trượng có một người quần áo bay phấp phới, đứng ở trên thần phong chu, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong ánh mắt hàn ý dày đặc. Tinh thần của bốn người này đều trầm xuống, không hẹn mà thầm nghĩ không biết hắn trở lại nơi đây khi nào, chúng ta tại sao không phát hiện được tí gì. Phân tán, tên đại ca cầm đầu, không chút do dự hô, tiếp theo hắn vội vàng bắn nhanh về phía sau, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí hình giống như cái đĩa, nhảy lên rồi bay đi. Mà ba người khác cũng chọn lựa lấy một phương hướng, sau đó tứ tán ra bốn phía trong lòng mấy người này đều hiểu được rằng bằng vào vài tên như bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng với tu sĩ trúc cơ kỳ không bằng lập tức chạy trốn vì hy vọng sẽ lớn hơn một chút vị nữ từ trẻ tuổi kia là người có pháp lực yếu nhất trong số đó cho nên dù khi ngự khí cũng không tự kìm hãm được quay đầu liếc mắt nhìn hàn lập kết quả tình cảnh xuất hiện trước mắt làm nàng ta kinh ngạc hàn lập đứng ở trên tiểu chu không nhúc nhích động đậy tí nào một chút cũng không muốn truy đuổi bọn họ điều này làm cho nữ tử cảm thấy ngạc nhiên trong lòng vui mừng không thôi nghĩ thấy lần này có hy vọng thoát thân rất lớn nhưng vào lúc này có một tiếng kêu sắc nhọn cực kỳ thê lương đột nhiên truyền đến trước người nữ tử nàng ta cả kinh vội vàng quay đầu lại chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên cực kỳ trói mắt từ phía đối diện phá không mà đến khí thế hung hãn tiến thẳng tới nàng nữ tử bịt mặt hoảng sợ khoát tay chỉ kịp xuất ra một cái băng thương phù khi băng thương trong suốt tiếp xúc với hồng quang thì bạo phát ra một đoàn xương trắng không có khả năng ngăn cản hào quang một tí nào làm cho mũi tên bắn tới vòng bảo hộ thủy thuộc tính ở trên người nhất thời hồng quang lam quang bắn ra bốn phía trước mặt nữ tử thân hình nàng chấn động bị đẩy lùi hơn vài trượng tuy nhiên cuối cùng vòng bảo hộ vẫn không bị vỡ tan điều này làm cho nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này nữ tử mới kinh sợ hơn nhìn về phía trước đồng thời tim đập như chống trận hay là vị tu sĩ trúc cơ kỳ kia còn có đồng bọn mai phục ở bốn phía. Đợi khi nàng xem rõ ràng người tập kích phía trước thì nữ tử bịt mặt mới ngẩn ngơ, vẻ mặt dưới tấm vải đen tràn đầy sự không tin tưởng. Phía trước là hai con rối đồ chơi trang phục kiểu binh lính, chúng mặc áo giáp sắt lơ lửng giữa không trung. Trong đó một tên tay cầm cung lớn, trên đó có một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên, đang dần dần kéo ra. Mà tên kia cầm một trường đao sống dày tỏa ra ánh sáng màu vàng, cũng đang chậm rãi hướng nàng bay tới. Nữ tử này tuy khiếp sợ hai vật chết mà trông như người thật đang tập kích chính mình, nhưng cũng biết nếu không lập tức phá hủy bọn nó thì nàng sẽ không có khả năng đào tẩu một cách thuận lợi. Nghĩ đến đây, nữ tử cắn cắn răng ngọc, từ trong túi chữ vật xuất ra một phi đao màu lam sáng chói. Vậy ấy chính là nàng tốn tất cả tiền bạc tích cóp mới từ trong tay người ta đổi được một món thượng cấp pháp khí, căn bản bình thường không sử dụng nhưng hôm nay việc thoát thân là quan trọng hơn, nên phải bất chấp tất cả. Đi, nữ tử thấp giọng kêu lên, sau đó điều khiển phi đao biến thành một đạo lam quang, bắn về phía con rối đang tiếp cận nàng. Phi đao màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt con rối, không chậm trễ hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Trong sự chờ đợi của nữ tử che mặt, một tiếng choang vang lên, con rối nhanh chóng giơ trường đao lên, đem phi đao màu lam đánh bay ra ngoài. Sau đó không bối rối, lại tiếp tục hướng nữ tử bay tới. Nàng sắc mặt đại biến, lấy ngón tay chỉ vào pháp khí đã bị đánh bay ra xa vài trượng làm nó lập tức quay một vòng lớn. Từ phía sau con rối chém tới. Nhưng việc làm nàng trợn mắt, há hốc mồm đã xảy ra, con rối kia giống như sau lưng có mắt, đồng dạng xuất ra một đao, đánh bay pháp khí của nàng. Nữ tử này đã thực sự hoảng sợ, vừa định tránh đi để sử dụng pháp thuật thì tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên, mũi tên của con rối cầm cung bắn tới. Nữ tử che mặt dưới tình huống bất đắc dĩ vội vàng bay sang một bên, muốn để cho mũi tên vụt qua. Nhưng nó giống như có người điều khiển, theo sự di động của nàng cũng đồng dạng bám theo làm nữ tử ứng phó không kịp, không thể không lấy cứng trọi cứng, kết quả thân hình bị đẩy lui mấy bước. Mà lúc này, con rối cầm trường đao rút cuộc đã bay đến trước người nữ tử, không khách khí dơ vũ khí lên đánh mạnh vào vòng bảo hộ của nàng. Nữ tử che mặt sao dám để cho hắn đắc thủ, vội vàng bắn ra phía sau. Cứ như vậy, dưới sự phối hợp công kích một xa, một gần, nữ tử che mặt không có tu vi thâm hậu nên bị bức bách, liên tục thối lui, càng không nói đến việc thoát thân. Khi nữ tử đang chỉ huy phi đao, Miến cưỡng ngăn cản công kích của hai con rối mồ hôi rơi đầm đìa thì đột nhiên con rối cận chiến nhảy ra sau không ở trước người nàng nữa đồng thời tên kia cũng hạ cung xuống không hề tiến công thêm nữ tử thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ tiếp theo phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thở dài khụ ngũ nguội, người cũng bị bước trở lại nữ tử che mặt vừa nghe nói thế liền dùng mình tiếp theo chậm rãi xoay người chỉ thấy phía sau nàng có ba gã nam tử che mặt đều cúi đầu ủ rũ đứng ở nơi đây sau thân cũng có ba đến bốn con rối giống như mấy con trước người nàng, trong đó ngoại trừ loại ăn mặc như binh lính, còn có một vài con hình dáng như dã thú hổ, báo. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn bốn phía. Quả nhiên nàng đã bất chi bất giác bị bước trở lại vị trí ban đầu. Mà ba vị huynh trưởng của hắn mỗi người hai mắt đều vô thần, tựa hồ đã bị hạ cấm chế. Nữ tử che mặt ngẩng đầu nhìn hàn lập trong không trung, pháp khí phi đao cầm trong tay rơi xuống đất, không hề có sự phản kháng. Hàn Lập nhìn cảnh này, không khách khí dương tay lên, nhất thời mấy tia sáng màu lục tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, làm nàng đồng thời cảm thấy như có dị vật nhập thể, chân nguyên trên người bị phong tỏa, rút cuộc không thể vận chuyển được một cách tự nhiên. Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc, Hàn Lập không có vội vàng điều tra bốn người này một vấn đề gì, mà chỉ dùng một chiêu dẫn tất cả bọn họ từ trên mặt đất lên thần phong chu. Nơi này không phải là nơi nên ở lâu, nếu còn không đi, vạn nhất đối phương có cao thủ đến thì sẽ rất phiền toán. Tùy ý chọn một phương hướng cách xa Việt Kinh, Hàn Lập chở bốn người này biến thành một đạo bạch quang, chân chính bay khỏi nơi đây. Sau khi hắn vừa rời đi không bao lâu, ở trên ngọn đồi nhỏ lại xuất hiện thêm hai gã ăn mặc giống như bốn người kia, nhưng quần áo bọn họ có màu đỏ giống với màu máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm giác không được thoải mái lắm. Hai người này dương mắt nhìn xung quanh một chút, liền đứng ở trước miệng của cái hố to mà Hàn Lập tạo ra. Sau khi im lặng trong chốc lát, một người trong đó đột nhiên thở dài, mở miệng nói Xem ra mông thị huynh đệ đã thất bại rồi, tiếng nói người này có chút già nua, nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ Hư, toàn là phế vật, chẳng những không có thành công, có khi còn bị người ta bắt sống Ở đây một chút mùi huyết tinh đều không có lưu lại, xem ra người nọ thực nhẹ nhàng chế trụ bốn người bọn họ tên còn lại trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt nói Hắn tuổi không lớn, tựa hồ bộ dáng chỉ mới khoảng 20 mà thôi việc này có chút phiền toái. Mông Sơn Ngũ Hữu cũng không phải là phường giá áo túi cơm, nếu không lúc trước đã trực tiếp đem bọn họ huyết tế, làm gì còn lưu lại mạng nhỏ. Phỏng chừng bọn họ không phải gặp một đám tu sĩ luyện khí kỳ rồi lấy ít địch nhiều, mà chính là có tu sĩ trúc cơ kỳ nhúng tay vào người thứ nhất có điểm không đồng ý nói, trong thanh âm toát ra vẻ lo lắng. Như thế nào, người còn sợ mấy tên gia hỏa kia tiết lộ cơ mật sao? Bọn họ đều là tu sĩ bên ngoài mà bổn giáo vừa mới kết nạp, căn bản không tiếp cận với bí mật của chúng ta. Hơn nữa trước khi phân phó bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật hạ thủ trên người chúng, nhiều lắm chỉ còn sống được nửa ngày mà thôi, người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không thèm để ý nói: "Ồ, việc này được đó, tin rằng trong thời gian nửa ngày, bọn họ sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài. Dù sao chúng cần phải lo lắng về việc bị huyết chú cấm chế, đợi đến lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cũng sẽ không nói được lời gì nữa." Lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói: nhưng hắn bỗng chuyển lời thanh âm có chút âm hàn nói nhưng rút cuộc là như thế nào không phải đã thương lượng kỹ rồi sao chứ để ngô lão đạo làm sư phó bù nhìn của ngươi sau đó cho ngươi từ từ lộ diện tại tu tiên giới như vậy bổn giáo mới có thể thực thi kế hoạch kim thiền thoát xác để đệ tử nòng cốt ở bên ngoài còn có thân phận khác như thế nào ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng của lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy không ăn lão mới đúng vì về pháp lực thì ngươi không kém hắn nghe lão giả nói thế người tuổi trẻ bịt mặt cười khổ vài tiếng, bất đắc dĩ nói, người tưởng ta muốn làm vậy sao chứ, là ta bất đắc dĩ đó thôi. chương 299, các hoài tâm tư, như thế nào, thật ra có khó khăn gì, lão già trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô, đúng, ta bị pháp lực phản phệ, cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu tiên giả phụ cần ngoại trừ lão ra thì chỉ còn ngô lão đạo. Ta có thể tìm ngươi sao chứ? Lúc ấy tình hình thật sự là cực kỳ hung hiểm, lần phản vệ này so với lúc trước đến sớm hơn hai ngày ta thiếu chút nữa không thể áp chế người trẻ tuổi cười khổ nói hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi thật sao nếu như thế thì cũng không trách được ngươi nhưng nên giải thích đàng hoàng việc này với bề trên một chút tuy nhiên theo ta phỏng chừng gần đây ngươi tu luyện tu la công muốn chóng vánh hoàn thành vì vậy phản vệ mới phát tác sớm hơn tạm thời không nên lao lực luyện công hay là thành thành thật thật củng cố một chút căn cơ rồi nói tiếp đi lão giả sau khi nghĩ ngợi chậm rãi nói Yên tâm đi, sau khi hút tinh huyết của lão đạo kia, sự phản vệ của ta hoàn toàn mất đi, chỉ cần về sau để ý một chút, sẽ không có việc xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây ta cũng hiểu được tiến độ tu luyện của mình quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa người trẻ tuổi bình tĩnh nói. Người biết đường đi nước bước thế là tốt, tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn. Không thể bỏ qua không hỏi hắn, tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hậu hoạn. Ừ, lời này cũng không sai, nhưng ta nghĩ rằng bằng hữu mà ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu tu vi cực thấp. Cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy này thì kêu mông thị ngũ hữu ra tay mai phục, nhưng ai biết lại đưa tới một con cá lớn. Người cho rằng là một đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó ra tay. Tên trẻ tuổi nhịn không được hướng tên lớn tuổi hỏi, hắc hắc, theo ta phỏng đoán, hơn phân nửa phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù cho nhân số tu tiên giả luyện khí kỳ nhiều, chỉ cần bọn họ bốn người một lòng muốn chạy thì việc đồng loạt bắt được cũng không phải là dễ dàng tên bịt mặt lớn tuổi không do dự nói. Một khi đã như vậy, chúng ta nên tạm lánh, đợi sau khi giáo chủ bế quan đi ra rồi tiếp tục kế hoạch khác, dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải điều tốt đâu tên trẻ tuổi nghe đối phương khẳng định chắc chắn thân phận người bắt đi mông sơn ngũ hữu có điểm trần chờ nói. Tạm lánh, vì cái gì phải làm thế, người còn không biết sao, giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần thiết để luyện công nên hiện tại đang muốn tiến hành huyết tế một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, dù sao tu sĩ luyện khí kỳ đâu đâu cũng bắt được nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nói. Tên trẻ tuổi bịt mặt nghe vậy, thấy nao nao, nhưng lập tức khó xử nói. Nhưng hiện ở trong kinh thành chỉ có giáo chủ tỏa chấn, trừ bốn vị tứ đại huyết thị bên cạnh thì lúc này bổn giáo không có cao thủ trúc cơ kỳ, bọn họ đều ở các nơi chủ trì sự việc của phân đàn không thể thông chi cho bọn họ đặc biệt hồi kinh một chuyến sao không cần phiền toái như thế giáo chủ hiện tại đang cần gấp để luyện công chỉ cần ta bẩm cáo lên trên một tiếng lão nhân gia sẽ cho một hai vị huyết thị cùng chúng ta chỉ huy hơn nữa bọn ta ở một bên phụ trợ đối phó một tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn không thể bắt được hay sao cứ như vậy ta và ngươi chính là lập được công lớn nói không chừng cũng có khả năng giống như tứ đại huyết thị có thể có được cơ hội tiến vào chúc cơ kỳ tên lớn tuổi bịt mặt trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tên trẻ tuổi nghe xong, tinh thần rung động, tựa hồ hoàn toàn động tâm. Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút, nhất định đem người này hoàn toàn bắt sống hắn hung ác nói. Sau đó bọn chúng ở tại chỗ thấp giọng to nhỏ một trận, mới vô thanh vô tức ly khai khỏi ngọn đồi, chẳng biết đi nơi nào nhưng làm người ta kỳ quái hơn chính là hai người này thủy chung không nhắc tới đề tài làm sao chuẩn xác tìm ra hàn lập ở chỗ nào trong một kinh thành rộng lớn đến như vậy dường như điều này đối với bọn họ căn bản không phải là vấn đề đồng thời lúc đó ở một nơi hoang dã cách xa ngọn đồi hơn trăm dặm hàn lập đem thần phong chu hạ xuống để cho bốn người kia đi ra bọn họ tuy biết về sau khẳng định sẽ không có chuyện tốt lành gì nhưng lòng không có chút phản kháng nào đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh đi ra khỏi tiểu chu hàn lập hai tay chắp sau lưng đứng ở trước mặt bọn họ trầm mặc không lên tiếng lạnh lùng đánh giá sau nửa ngày mới mở miệng nói đem khăn bịt mặt lấy xuống đi hiện tại đã không còn tác dụng nữa rồi hàn lập thanh âm không có chút tình cảm làm bốn người này thân hình chấn động không khỏi liếc mắt nhìn nhau bỏ xuống đi tên đại ca hít một hơi dài bất đắc dĩ nói ba người khác thấy vậy đành phải cúi đầu ủ rũ cởi khăn bịt mặt màu đen ra xuất hiện bộ mặt thật hàn lập sau khi xem xong khuôn mặt từng người trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng lại hít một hơi, quả nhiên là Mông Sơn Ngũ Hữu. Khi hắn ở trên trời nghe lén mấy người này nói chuyện cũng đã thấy thanh âm có chút quen tai, thêm nữa còn có trình độ tu vi công pháp của bọn họ, tự nhiên liền nghĩ đến hai tháng trước vừa gặp qua Mông Sơn Ngũ Hữu cùng vài vị tu sĩ. Trừ nữ tử 40 tuổi không đến, những người còn lại đều có mặt ở đây. Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán đoán nhưng Hàn Lập lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại hắn không cần nghĩ cũng biết tiểu vương ra cùng vương tổng quản chính là thành viên hắc thủ làm phần đông tu sĩ lục tục mất tích hôm nay biết mình đọc mạch bí mật của bọn họ hơn phân nửa chắc chắn sẽ sống chết với mình mà ý tứ ban đầu của hắn chính là tận lực không rước lấy phiền toái nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn này tự động đến trên thân sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không để lão đạo kia đi giám thị hai tên đó về căn bản cũng sẽ không có quan hệ với người ma đạo thuần túy là hắn đã quá cẩn thận mà thôi nhưng mặt khác cũng không nghĩ tới ngô lão đạo lại vô dụng như thế mới dám thị được có một đêm đã bị người ta phát hiện mạng nhỏ hơn phân nửa còn không bảo vệ được điều này càng làm cho hắn thêm buồn bực không nói gì ngô lão đạo nếu dưới đất có linh biết hàn lập oán trách như thế chỉ sợ càng thêm ủy khuất hắn căn bản còn chưa bắt đầu dám thị bọn người tiểu vương ra kết quả đã bị người ta xông vào phòng vô duyên vô cớ hút lấy tinh huyết thật sự chết rất là oan uổng hàn lập tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong của ngô lão đạo nhưng thực không biết hai người tiểu vương gia và vương tổng quản căn bản là không hiểu rõ việc ngô lão đạo sắp sửa giám thị bọn họ, càng không biết thân phận bọn hắn trước đó đã bị bại lộ với hàn lập. Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến sự cảnh giác của song phương, bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế đối địch. Tâm tư hàn lập rất trầm trọng, dù sao tu sĩ mất tích gần đây chính là vài người trúc cơ kỳ. Hắn hôm nay trêu chọc đối thủ thực sự rất đáng sợ, chỉ lo rằng một khi không cẩn thận sẽ bước theo vết xe đổ của mấy người mất tích kia. Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn, một khi đã ở trong nguy hiểm như thế này, tự nhiên phải bỏ chạy, thật sự không cần thiết phải liều mạng ngươi chết ta sống với bọn họ, tốt nhất là đi thật xa. Nhưng làm hắn khó xử chính là trên người còn có nhiệm vụ bảo hộ tần gia. Nếu trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, người tần gia thực sự gặp bất chắc thì hắn căn bản không có biện pháp giao phó với Lý Hóa Nguyên. Không thể nói rằng hắn đột nhiên biết rõ việc kinh trở nên cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhanh chân trốn đi. Hàn Lập nghĩ như thế, sắc mặt liền dần dần trở nên u ám, làm bốn gã tù binh trước mắt rất bất an. Bọn họ vốn tưởng rằng một khi đã đến chỗ không người thì hắn nhất định sẽ bước cung bọn họ một phen. Nhưng không nghĩ tới vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này sau khi xem xong mặt mũi mấy người, lại lâm vào trầm ngâm suy nghĩ, thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái, chẳng lẽ suy nghĩ thủ đoạn bức cung độc ác nào đó hay sao? Sau khi đoán định lung tung, bốn người càng cảm thấy khí lạnh sau lưng bốc lên, càng lộ ra tâm thần bất ổn các hạ rút cuộc định xử trí chúng ta như thế nào? Nữ tử tuổi khoảng 20 nhịn không được, đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi. Hàn lập nghe xong liền từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn nàng rồi lạnh lụng nói một câu. Xử trí các ngươi có lợi gì cho ta chứ? Chỉ cần đem giao cho gia tộc có tu sĩ mất tích, nói rằng các ngươi chính là một trong những hắc thủ ở sau lưng, tin tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ được khoản đãi tốt một phen. Hàn lập nói nói, mặt không chút thay đổi, làm bốn người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như thế, không khỏi sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này, một lần cũng không có. Chỉ một vài lần, câm mồm, ngũ muội hắn dùng lời lung lạc ngươi đó. Lão giả mặt đen bỗng nhiên lớn tiếng quát, cường ngạnh bẻ gãy câu nói kế tiếp của nữ tử, làm nàng cả kinh, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn hàn lập. Lung lạc, các ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đó. Hàn lập nhàn nhạt cười, khóe miệng mang vẻ chế nhạo, chương 300, huyết chú. Hừ, các hạ thân là tiền bối cũng không cần vũ nhục chúng ta như thế, có thủ đoạn gì cứ dở ra là được. Lão nhị dáng người cao gầy đột nhiên hướng về phía Hàn Lập lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý đến tình cảnh mạng sống đang nằm trong tay hắn. Điều này làm cho ba người khác dùng mình, bởi vì trong mắt bọn họ thì lão nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động, thật sự không phải là người xúc động như thế. Tên thanh niên tuổi khoảng 30, người đã thấy Hàn Lập có chút quen mắt, đầu óc liền chợt lóe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó lập tức kinh sợ hướng tên cao gầy kêu to nhị ca người có ý tứ gì muốn chọc giận vị tiền bối này rồi làm cho hắn giận dữ đem mấy người chúng ta giết hết hay sao những lời này vừa ra đến miệng không cần nói cũng biết lão giả mặt đen nữ tử trẻ tuổi và hàn lập đều có chút ngẩn ra chẳng biết vì sao hắn lại nói ra như thế mà vị nhị ca kia soát một cái sắc mặt vô cùng tái nhợt không biện giải câu nào tứ ca người điên rồi Nhị ca làm sao muốn chúng ta chết nữ tử tuổi trẻ nghe xong, đã có chút sinh khí nên giải thích dùm cho người cao gầy. Tiếp theo nàng lại quay đầu, bộ dáng muốn nói với lão giả mặt đen cái gì đó, nhưng ai ngờ đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ âm trầm. Trong lòng nàng nhất thời trầm xuống, không biết làm sao. Lão nhị, có phải là bởi vì tam muội còn ở trong tay bọn họ cho nên người muốn tất cả mọi người đều chết để tam muội được sống phải không? Lão giả mặt đen lạnh lùng hỏi, thực xin lỗi đại ca, các người cũng biết thủ đoạn của bọn chúng, nếu tiết lộ phong phanh điều gì, Tam muội khẳng định sẽ chịu trăm ngàn tra tấn, sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán lão nhị cao gầy, rút cuộc vẻ mặt xấu hổ nói. Nữ tử tuổi trẻ nghe vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi động đậy vài cái nhưng điều gì cũng không nói. Hư, cho dù Tam tỷ là đạo lữ của ngươi, ngươi nhẫn tâm dùng tính mạng của ba chúng ta đổi lấy tính mạng của tỷ ấy hay sao? Tên thanh niên 30 tuổi kia cực kỳ tức giận lớn tiếng gầm lên với lão nhị. Lão nhị tứ đệ tuy nói có chút nóng nảy nhưng không phải là không có đạo lý. Phải biết rằng năm đó năm người chúng ta kết bái, muốn đồng sanh cộng tử. Nhưng hiện tại ngươi vì ý riêng của mình mà cố ý hại chết mọi người, điều này nói như thế nào cũng không công bằng vị đại ca trong thanh âm tràn ngập vẻ thất vọng. Đúng, là ta muốn hại chết mọi người, nhưng ta có biện pháp gì? Trong bụng tam muội vừa mới có cốt nhục của ta, ta không thể để cho lý ra tuyệt hậu. Mặt khác, chết có ích hơn là sống lay lắt, ai muốn chủ động đi chết đâu người cao gầy bị hai người kia nói sắc mặt lúc trắng lúc hồng một trận nhịn không được hai nắm đấm nắm chặt hống lên những lời này lập tức làm cho lão giả cùng nam tử run run lộ ra vẻ khiếp sợ nhất thời chẳng biết nói điều gì cho đúng mà nữ tử há hốc miệng trên mặt tràn đầy vẻ giật mình mấy vị nói xong rồi chứ nếu xong rồi thì đến phiên tại hạ hàn lập vốn một mực ở phía trước dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đột nhiên băng lãnh nói thanh âm truyền đến lập tức làm ba người cả kinh lúc này mới nhớ tới người chân chính quyết định sinh tử của bọn họ, kỳ thật là vị tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt. Nhất thời sự phẫn nộ đều biến mất vô ảnh vô tung, lại nhìn nhìn nhau. Ta mặc kệ các người thật tâm đi tìm chết hay là diễn trò cho ta xem. Ta chỉ muốn biết hết thảy tin tức về người đứng sau, nếu thực sự muốn chết thì phải sau khi nói rõ mới được. Đến bây giờ mà các ngươi còn tưởng rằng sinh tử vẫn do các ngươi làm chủ sao chứ? Trong giọng nói của Hàn Lập tràn đầy ý tứ lãnh khốc vô tình, làm ba nam một nữ sắc mặt đại biến. Người muốn cái gì, chúng ta biết cũng không nhiều lắm, hơn nữa trên người còn bị bọn họ hạ một loại huyết chú cấm chế, không thể đem sự tình trọng yếu tiết lộ cho ngoại nhân được, nếu không cấm chế sẽ lập tức phát tác, trái tim vỡ tan mà chết lão giả mặt đen cắn răng một cái, mở miệng nói, bộ dáng xem ra đã khuất phục. Huyết chú, có chút ý tứ, để ta kiểm tra xem lòng hiếu kỳ của Hàn Lập trỗi dậy, rất hứng thú nói. Lão giả mặt đen nghe xong, tinh thần rung lên, thoáng trần chờ một chút, hắn ôm một tia hy vọng, chủ động đưa cánh tay ra trước người. Hắn cũng mong Hàn Lập có khả năng trừ đi tâm phúc đại hoạn này, nhưng hy vọng thực sự không quá lớn. Bởi vì người hạ chú lúc ấy cực kỳ tự tin nói rằng sau khi bị chúng cấm chế, chưa có một gã tu sĩ nào tiết lộ qua cơ mật của bọn họ. Người có ý đồ liên lạc báo tin hoặc là cố ý tiết lộ cơ mật đều bị mất mạng tại chỗ. Lúc này Hàn Lập nắm lấy cổ tay đối phương, linh lực chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão giả. Vẻ mặt hắn thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Ba người khác đồng dạng cũng tập trung tinh thần, dương mắt nhìn hai người, hy vọng vị cao nhân này có biện pháp giải trừ cấm chế. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập buông cánh tay lão giả xuống, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc không thay đổi hướng lão giả hỏi: "Người hạ chú tu vi như thế nào, khi đó có đọc chú ngữ hay nói cái gì kỳ quái không?" Khi Hàn Lập vừa hỏi thế thì sắc mặt bốn người đối diện đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn lẫn thêm một tia vui mừng có nói một ít lời kỳ quái mà chúng ta nghe không hiểu. Tựa hồ là chú ngữ, nhưng lại giống như thổ ngữ của một nơi nào đó, mọi người xác định rằng ai cũng không biết mấy câu này. Mà người hạ chú là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ thanh niên không đợi lão giả mặt đen đáp lại mà hưng phấn mở miệng trả lời trước tiên. Sau khi nói xong còn lấy một chén máu đen chẳng biết là gì rồi vẽ một cái bổ hiệu kỳ lạ trên cánh tay của chúng ta, tẩy xóa thế nào cũng không được thứ quỷ quái đó lão giả vội vàng bổ sung, tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay ở phía cuối có một cái bổ hiệu lạ lùng màu đen mờ mờ hàn lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần liền gật gật đầu rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó không lâu sau hắn đột nhiên ngẩng đầu thần bí cười nói với bọn họ cái này đúng rồi xem ra ta có thể hiểu được huyết chú sao lại như thế tiền bối nói thật sao lão giả mặt đen có chút run rẩy nói ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin phải biết rằng cấm chế giống như một lưỡi dao sắc bén kề trên cổ, làm bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh người nọ. Nếu người trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại hoạn thì bọn họ có thể lấy lại được tự do, không cần bị sai khiến nữa. Tuy gọi là huyết chú nhưng kỳ thật chỉ là một loại ngôn chú mà thôi. Có tác dụng cấm chế hoàn toàn chỉ do chú ngữ cổ quái, không có quan hệ một chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay, chỉ do hắn giả thần lộng quỷ mà thôi hàn lập nhàn nhạt giải thích, bộ dáng tựa hồ rất tự tin, nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn. Thuật ngôn chú này rất hên là khi điều tra về đại na di lệnh thì trong một quyển sách cực kỳ cũ kỹ có nhắc tới, nếu không hắn một điểm cũng không rõ ràng. Tiền bối có giải trừ được chú ngữ này không? Nữ tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng. Không biết, Hàn Lập lạnh lùng nói một câu làm cho tâm tình mấy người bọn họ đánh huyệt một cái, vẻ vui mừng như điên vốn lộ ra bây giờ thu liếm trở lại. Tiền bối nói thế là có ý tứ gì? Lão giả mặt đen vội vàng cười, cẩn thận hỏi. Hôm nay mấu chốt của việc giải chú ở trong tay Hàn Lập, hắn không dám đắc tội tí nào. Giải trừ ngôn chú có hai loại phương pháp, một loại phải biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay liền hướng các ngươi dùng linh lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là ta dùng thần thức xâm nhập vào trong thần thức hải của các ngươi, mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn chú, loại này đòi hỏi thần thức của người giải chú phải lớn hơn rất nhiều so với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký. Nhưng đồng dạng nếu không thành sẽ lập tức kích thích ngôn chú phát tác kết cục như thế nào chính các người phải rất rõ ràng hàn lập nhíu mày, không vui nói. Cái gì, sẽ lập tức phát tác, nữ tử trẻ tuổi không khỏi thất thanh kêu lên. Trường diện huyết tinh sau khi huyết chú phát tác thì lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống để biểu diễn tại chỗ cho bọn họ thấy một lần. Người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng thổ ra mấy khối của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc, rất e ngại. Ba người khác sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống hay sao hàn lập liếc mắt cười lạnh một tiếng đang định nói thì lão nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên tiếng tiền bối cứ giúp tại hạ cưỡng bức giải trừ chúng ta đều bị một người hạ huyết chú nếu ta có khả năng thoát được thì các huynh đệ khác khẳng định cũng được lời vừa ra khỏi miệng ba người khác đều ngạc nhiên mở to ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn nhị ca người định làm gì điều này rất nguy hiểm nữ tử sau khi tỉnh táo lại vội vàng lo lắng khuyên bảo Chương 301, khu độc, giải chú. Không cần nói, ý ta đã quyết." Lão nhị cao gầy dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói: "Ngũ muội, để lão nhị làm đi." Hắn là vì hối hận về việc lúc trước đó, chỉ có làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng, nhị ca như vậy, nữ tử còn muốn tranh biện vài câu vị nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt Hàn Lập, bình tĩnh nói. Tiền bối, bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm, vị này bi tráng nói, nhưng sự tình phát sinh lúc sau lại làm bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, ngây ra như gà gỗ. Mấy người các ngươi có phải là lầm một việc, ta đáp ứng giải trừ huyết chú cho các ngươi khi nào? Lời Hàn Lập nói lạnh thấu xương, làm mông sơn ngũ hữu cùng nhìn nhau bối rối. Tiền bối nếu không định giúp chúng ta giải chú, vì cái gì phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca ta? lão nhị trong mông sơn ngũ hữu sau lúc ngạc nhiên cuống quýt hỏi ta đâu có nói giải chú cho các ngươi mới nghiên cứu nó hay sao chứ ta chỉ là tò mò mà thôi hàn lập mặt không chút thay đổi nói nhìn khuôn mặt lạnh như băng và nghe xong lời nói vô tình của hàn lập mấy người này ngây ngốc tại chỗ chẳng lẽ tiền bối không biết việc này hay sao chứ không giải trừ huyết chú cho mấy người chúng ta chúng ta sao có thể trả lời câu hỏi của tiền bối thanh niên có chút lắp bắp hỏi trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cấp Hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất. Hàn Lập nghe xong, liếc hắn vài lần, sau đó cười lạnh mấy tiếng, ngửa đầu nhìn trời không nói. Vấn đề đã rõ ràng như thế còn muốn hỏi hắn, Hàn Lập không thèm trả lời. Tứ Đệ không cần tra hỏi, vị tiền bối này nghĩ thấy dựa vào tin tức tình báo tìm được trên người chúng ta, căn bản không đủ để đổi lấy tánh mạng, cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay. Lão giả mặt đen không hổ kinh nghiệm nhiều năm, lịch duyệt không phải thanh niên kia có thể sánh bằng, một lời liền nói trúng điểm trọng yếu tiền bối rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay. Trực tiếp nói ra đi, chỉ cần thật sự có thể trừ đi huyết chú, chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời. Sau đó lão giả bình tĩnh tiếp tục nói, tốt lắm, sớm nói ra như thế, tất cả mọi người đã không cần làm như vậy. Hàn lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trở nên hớn hở. Nhưng đập vào mắt bốn người này, càng làm cho họ thấy người này hỉ nộ vô thường, bất chi bất giác sinh ra cảm giác kính sợ. Điều kiện rất đơn giản, nếu muốn giải trừ tâm phúc đại hoạn của các ngươi thì các ngươi chẳng những phải đem hết thảy những gì các ngươi biết đều nói cho ta còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta bắt đầu từ hôm nay giúp ta ứng phó địch nhân tập kích một chút ta đoán bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy mà ta đồng dạng cũng muốn giải quyết bọn chúng trong thời gian ngắn bất quá các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân của chúng ta tại hạ là tu sĩ của hoàng phong cốc đến việt kinh chính là để xử lý một ít việc của môn phái thôi chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta sẽ thỉnh cầu viện binh đến. Đến lúc đó liền không cần e ngại bọn chuột nhất này. Hàn Lập ôn hòa đem điều kiện nói ra, thực không khách khí dương cao lên đại kỳ của môn phái, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng A. Tiền bối là tu sĩ Hoàng Phong Cốc, lão giả tuy sớm đoán lai lịch Hàn Lập không ngoài phạm vi thất phái. Nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Được, hết thảy liền y theo như lời tiền bối, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc, dù sao một khi giải trừ huyết chú bọn này khẳng định cũng sẽ thành đối tượng đuổi giết của bọn họ đi theo bên cạnh tiền bối ngược lại còn an toàn hơn lão giả mặt đen cực kỳ sảng khoái đáp ứng thanh niên và nữ tử nghe xong lời lão giả cũng là lộ sắc mặt vui mừng không có mở miệng phản đối hiển nhiên đồng ý với cách làm của lão giả đối với bọn họ mà nói thất phái tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú khống chế bọn họ cường đại hơn nhiều đương nhiên có thể nương tựa lão nhị cao gầy kia lại mang vẻ mặt trù trừ, bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại trần chờ. Nếu phương pháp giải trừ huyết chú của tiền bối có hiệu quả, ta còn có một tỉnh cầu hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Lão giả mặt đen sau khi liếc mắt nhìn lão nhị, bỗng nhiên cung kính hướng Hàn Lập đề nghị. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói. Việc gì, chỉ cần không phải quá khó khăn, ta sẽ cố hết sức thỏa mãn. Hàn Lập lúc này, phảng phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ, Tứ muội của tại hạ còn ở lại Việt Kinh Thành trong một nhà dân, hiện tại chúng ta thất thủ bị tiền bối đưa đến đây, cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không, hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp. Lão giả vẻ mặt trịnh trọng nói, đại ca, lão nhị cao gầy nghe xong, mặt đầy vẻ cảm kích. Được, một khi các ngươi đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bạn các ngươi cứu ra. Nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi, nếu không để một lúc nữa mạng các ngươi sẽ ô hô, còn nói cái gì giải huyết chú? Hàn lập một lời đáp ứng, nhưng lời tiếp sau lại nói ra một câu làm bốn người này kinh ngạc, sợ hãi. kịch độc gì? chúng ta trên người chỉ có huyết chú thôi. thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoàng thêm chút hoài nghi hỏi. hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận mà chính là nghiêm mặt nói. vừa rồi kiểm tra huyết chú ta đã phát hiện trong cơ thể đại ca ngươi trừ huyết chú này còn chúng một loại kịch độc. độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt hơn nữa phi thường không ổn định phỏng chừng cũng sắp phát tác nhưng cũng may tại hạ đối với giải độc chi đạo còn có chút ít tâm đắc giải trừ chỉ là thuận tiện nhắc tay mà thôi thực không cần lo lắng nhiều về việc này đương nhiên nếu ngươi không tin lời ta cũng có thể chờ thêm một chút xem xem có bị độc phát thân vong hay không sau khi nghe hàn lập nói thế bốn người này ngược lại đã tin hơn phân nửa nguyên lai like là như thế ta nói người phân phó việc cho chúng ta vì sao trước lúc xuất phát đột nhiên bảo nhóm ta bồi tiếp hắn một chén rượu, nguyên lai like trong chén rượu kia có độc. Chúng ta đều nghĩ trên người đã có huyết chú, đối phương sẽ không cần động thủ nữa, ai cũng không để ý việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật cay độc. Lão nhị cao gầy thần sắc rất khó coi nói, thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi mới lộ biểu tình giật mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm nghiêm mặt, xem ra sớm nghĩ tới việc này. Một khi Hàn Lập đã quyết định mượn sức mông sơn ngũ hiếu làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không ngơ ngơ ngác ngác để độc tính mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái bình một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi bình đan dược này ăn vào một viên liền có thể xua tan đại bộ phận độc tính, về sau có thể chậm rãi vận công bức tàn độc ra một lần nữa. Hàn lập nói cực kỳ đơn giản, lão giả mặt đen lập tức theo lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ gì liền phục dụng đan dược trước tiên. Xem ra trong lòng lão giả này rất rõ ràng, Hàn Lập nếu muốn hạ thủ đối với bọn họ, căn bản không cần động tay chân gì trên giải dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. Ăn vào đan dược của Hàn Lập không lâu, trong bụng mấy người này liền truyền đến một trận đau bụng kịch liệt. Lúc sau nửa tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên rậm một chân, miễn cưỡng ngự khí lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần đó. Chỉ là trên người còn có cấm chế Hàn Lập nên tốc độ phi hành thật sự không nhanh. Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa phương bí mật đem độc vật trong bụng bài tiết ra. Một lát sau đó, ba người này mang vẻ mặt xấu hổ trở về nơi Hàn Lập đứng. Chờ thêm một lát nữa thì nàng kia cũng bay trở về, chỉ là trên mặt còn lưu lại vẻ ửng đỏ. Được, hiện tại liền bắt đầu tiêu trừ huyết chú. Ai trước đây, Hàn Lập cũng không dài dòng, trực tiếp nói. Đương nhiên là, lão nhị vừa mở miệng, đang định tiến lên một bước thì bị một bàn tay gầy chưa xương kéo lại. Lão nhị, người còn có tam muội mà, ta xương cốt đã già, một khi đã không thể trúc cơ thì sống cũng không được lâu, hay là để ta lên trước. Dù sao tam muội và tiểu hài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu cố mà. Lão giả mặt đen bình tĩnh nói, đại ca, việc này không được, như thế nào có thể. Lão nhị cao gầy, vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu như đánh trống, nói cái gì cũng không đáp ứng. Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy, cũng mở miệng yêu cầu lấy thân mình mạo hiểm thí nghiệm trước tiên. Không cần tranh, để cho đại ca các ngươi trước tiên đến đây đi. Dù sao vừa rồi ta đã kiểm tra qua thân thể hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi thường động lòng người, nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, Hàn Lập không có tâm tư nào mà để ý. Hắn hiện tại nóng lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú hay không. Nếu vạn nhất không được thì những chuyện hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác. Nghe Hàn Lập nói thế, bốn người liền không tranh đấu nữa, lão giả thần sắc trịnh trọng bước tới. Ba người khác sau khi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn hành động của lão giả. Phanh, phanh, liên tiếp vang lên sáu, bảy tiếng động. Hàn lập dương tay lên, mấy khôi lối binh sĩ kích thước như người thật, cầm binh khí xuất hiện phía sau hàn lập từ trong một mảng bạch quang. Ta trong lúc giải trừ huyết chú thì không thể phân thân ứng phó địch. Mấy khôi lỗi này chính là một loại thủ đoạn cảnh giới. Bất luận kẻ nào đi vào trong phạm vi 10 trượng xung quanh ta, chúng nó đều chủ động công kích các người tốt nhất là cách xa ra một tí. Lời Hàn Lập không khách khí chỉ ra ý tứ rằng bây giờ còn không thể tiến nhiệm bọn họ. Làm ba người này đành bất đắc dĩ lui về phía sau một chút. chương 302, đối sách, buổi chiều, trong phòng khách tần phủ, tần ngôn đang đi qua đi lại không ngừng, sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hàn Lập báo lại rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về. Điều này làm vị này rất lo lắng, hắn không phải vì an nguy của Hàn Lập, mà là sợ vị bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt. Nếu vậy tần ra bọn họ làm thế nào ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây? Tần Bình, đi xem hàn thiếu gia đã trở lại chưa, một khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại. Tần Ngôn có chút nóng nảy phân phó nói. Dạ, lão ra, Tần Bình trong lòng trong lòng mừng thầm cung kính đáp. Sau đó, nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài. Theo ý riêng của hắn, Tần Ngôn càng quan tâm đối với vị hàn thiếu gia này thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm xem ra thời điểm vinh quang của hắn tại tần trạch chỉ còn đợi từng ngày lão gia hà tất phải như vậy người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là chuyện thực sự bình thường làm gì mà nóng nảy như vậy vị tam phu nhân mà tần ngôn sủng ái nhất lúc này cũng trong đại sảnh này tuy miệng nói ra những điều giải vây cho hàn lập nhưng trong thanh âm rõ ràng là có vị chua chát cũng khó trách từ sau khi hàn lập đến tần trạch vị đứng đầu tần gia này luôn mang theo hàn lập nửa bước không rời Nguyên trước kia phi thường sủng ái một ít tần gia thiếu gia cùng tiểu thư nhưng bây giờ lại không hề để ý đến, trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhịn không được, thái độ ghen ghét bốc lên. Hừ, nữ nhân biết cái gì, tần ngôn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của tam phu nhân. Nhưng trong lòng lão đều là sinh tử toàn gia, đâu thể để ý đến việc nhỏ như thế, sau khi chừng mắt liếc nhìn thì không còn quan tâm nữa. Thái độ của tần ngôn như vậy, tự nhiên làm vị tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nhưng cũng biết vị phu quân này của mình ghét nhất nữ nhân huyên náo ngang ngược nên đành phải cố nén oán khí này xuống cổ họng không hề lên tiếng trong lòng đối với hàn lập lại tăng thêm vài phần tức giận chẳng biết qua bao lâu tần bình bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy vui mừng chạy trở về hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô lão gia hàn thiếu gia đã trở lại nhưng lại dẫn theo mấy khách nhân cùng nhau hồi phủ hàn thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn tần ngôn vừa nghe nói thế trong lòng đã yên ổn trở lại, chỉ cần vị đại thần này không phải không từ mà biệt, đừng nói là mang mấy bằng hiếu, cho dù mang mấy chục người trở về lão cũng không có một câu oán hận. Một khi Hàn Hiền Chất đã nói như thế, liền đem thanh âm viện phụ cận làm nơi cho bọn họ trú chân là được. Cũng đừng chậm chế tiếp đãi khách nhân của Hàn Hiền Chất. Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói, điều này càng làm cho vị tam phu nhân kia sắc mặt khó coi. Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay. Tần Bình lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần. Lão ra, việc này có chút không ổn, tần trạch chúng ta có rất nhiều tài sản, cho mấy người lạ bất ngờ đến ở, có phải là rất mạo hiểm không? Tam phu nhân nhịn không được cẩn thận nói, lời này của nàng không phải hoàn toàn nhằm vào hàn lập, mà là thật sự nghĩ thấy có vài phần bất an. Tần ngôn nghe xong, có chút ngẩn ra, nhưng sau khi do dự một chút liền khoát tay một cái nói. Không có gì đáng ngại, bằng hữu của hàn hiền chất không có vấn đề gì. Nghe lời nói sủng ái hàn lập của Tần Ngôn như vậy, tam phu nhân hoàn toàn hết chỗ nói. Lúc này Hàn Lập đang ngồi trên chiếc ghế tại chỗ ở của chính mình, trước mặt còn ngồi năm người khác, đúng là mông sơn ngũ hữu. Trong đó có một người thanh niên đang thao thao bất tuyệt thuật lại sự tình gì đó, còn mấy người khác ngồi ở bên thỉnh thoảng bổ sung vài câu, Hàn Lập lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Tại nơi hoang dã ngoài thành Việt Kinh, Hàn Lập nhờ thần thức cường đại, thành công đem huyết chú của bốn người giải trừ sau đó liền mang theo mấy người này tiềm nhập đến nơi có vị trung niên nữ tử còn lại ngoài dự đoán của mọi người bọn họ phi thường thuận lợi đem nàng ta ra không chút khó khăn tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhưng hàn lập cũng đồng dạng giải trừ huyết chú cho nàng ta rồi mang theo bọn họ cùng nhau trở về tần trạch kỳ thật cho mấy người này tìm nơi khác chú chân không phải là không được nhưng hàn lập đích xác có điểm lo lắng dưới tình huống không có mình giám sát hắn cũng không dám cam đoan rằng mông sơn ngũ hữu thực sự sẽ thành thật cùng mình đồng lòng đối phó đại địch cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ lòng người là khó dò nhất a à. hôm nay hắn có thể đối với người hết lòng biết ơn nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử nhưng ngày mai nếu nhận thấy mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn thì có thể làm ra việc ti tiện vong ân bội nghĩa điểm này hàn lập không lấy làm kỳ quái hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩ kết bái hơn phân nửa là sẽ quý trọng mạng nhỏ của mình hơn đương nhiên nếu là đồng dạng hạ cấm chế cùng sử dụng độc dược, cũng không phải là không thể cưỡng bức khống chế được bọn họ. Nhưng nếu nói làm như thế thì mình ở trong mắt bọn họ chỉ sợ cùng những người nó không có gì khác nhau. Qua một thời gian dài khẳng định sẽ bị bọn họ phản bội. Nếu là muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu, Hàn Lập sẽ không hề e ngại dùng thủ đoạn này. Nhưng là sâu trong nội tâm, Hàn Lập còn có một ít ý tưởng khác. Nếu lần này thất phái thực sự ngăn cản được xâm lấn của ma đạo, khôi phục kiếp sống tu luyện trước kia, hàn lập định tìm một ít người chuyên môn giúp mình siêu tập phương thuốc và dược liệu như vậy hắn liền không cần vất vả chạy đông chạy tây nữa có thể dùng toàn bộ thời gian để khổ tu như thế tiến độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên rất nhiều mà mông sơn ngũ hữu này tu vi pháp lực không phải quá yếu cũng không phải quá cao đúng là nhân tuyển thích hợp nhất cho nên hàn lập không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế họ Chẳng qua Hàn Lập chính mình cũng tự biết nếu không có đủ ưu đãi, cho dù là người tu tiên tu vi thấp cũng sẽ không làm những việc lặt vặt cho tu sĩ khác sai bảo. Hơn nữa tâm tính mấy người này rút cuộc như thế nào, hắn phải tiếp xúc thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể yên tâm. Hết thầy còn phải chờ sau khi việc này chấm dứt mới quyết định lần nữa. Rất xấu hổ, chúng ta mấy người cho tới bây giờ, ngoại trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại như chúng ta thì hình dáng hai người phát hiệu thi lệnh kia nửa điểm cũng không nhìn thấy thật sự không biết nhiều lắm a à. thanh niên sau khi nói xong hết thảy trở nên cười khổ không có gì đã biết đối phương một tên thuộc tà giáo gọi là hắc sát giáo hơn nữa đối phương bắt người khác chủ yếu là để tu luyện tà công như vậy là đủ rồi hàn lập sau khi nghe xong lạnh nhạt cười nhưng hàn tiền bối chúng ta có phải ẩn ở nơi đây chờ viện binh đến rồi mới tiếp tục hành động trung niên nữ tử mới được cứu ra đột nhiên hỏi một câu Bốn người khác nghe xong, đồng dạng lộ ra thần sắc quan tâm nhìn về phía Hàn Lập, xem hắn trả lời như thế nào. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười lạnh một chút, vài vị này xem ra đều không thể tiếp xúc với người của Hắc Sát giáo thêm lần nữa, nhưng mà thất phái kia nào có khả năng phái viện binh tới. Hiện tại các phái vì cùng với người của Ma đạo đối kháng nên ngay cả lực lượng lưu thủ cũng không đủ, hắn nghĩ dù có biện pháp bẩm báo chi tiết lên thì cũng khẳng định không có người nào đến nhưng may mắn vừa rồi phản hồi thì hắn thông qua người liên lạc của hoàng phong cốc ở việt kinh gửi cho lý hóa nguyên một phong thư cầu viện đem việc này nói qua một chút môn phái dù không quan tâm nhưng vị sư phó này sẽ không thể mặc kệ không hỏi đến hắn là vì làm việc ông ta giao phó mới rước lấy phiền toán lớn như vậy nhưng lại chỉ có thể liều chết chống cự không được chạy nếu chống không nổi thì hắn còn không trốn đi sao chứ đã sớm chuồn khỏi đây rồi nhưng rốt cuộc có viện binh đến không hàn lập cũng không thực sự quan tâm lắm phỏng chừng sẽ phái đến cho hắn vài vị sư huynh. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập trả lời với thần sắc thoải mái. Đương nhiên không được, tối thiểu chúng ta nên trước khi viện binh đến, thăm dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương mới có thể răng lưới bắt lấy. Nếu đợi tại tần trạch này thì có chút bị động, điều này cũng làm cho bọn họ có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta, điều này thực sự rất bất lợi. Tuyệt không thể cho đối phương thong dong bố trí hết thảy. Nghe xong lời Hàn Lập, Mông Sơn Ngũ Hữu quay mặt nhìn nhau, lão giả mặt đen vuốt vuốt tròm dâu dưới cằm, trầm giọng nói. Tiền bối nói rất có lý, nhưng là chỉ dựa vào một chút manh mối của chúng ta, căn bản là không nắm được cái đuôi của bọn họ. Cái cứ điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi, chúng ta giống như là không có điểm để bắt đầu. Lão nhị cao gầy yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Yên tâm đi, theo các người miêu tả thì xem ra ta đã biết hai tên phát hiệu thi lệnh kia là ai chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình có quan hệ với hắc sát giáo có thể rõ hơn phân nửa hàn lập tựa hồ sớm đoán trước không vội vàng nói lời này làm mấy người kia ngẩn ra một lát sau đó đều lộ ra biểu tình kinh nghỉ đối với hàn lập càng có thêm cảm giác cao thâm khó lường được một khi hàn tiền bối đã có kế hoạch chúng ta hết thảy đều nghe tiền bối phân phó lão giả mặt đen quả quyết nói hàn lập nghe xong hài lòng gật gật đầu đêm nay liền hành động chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng hàn lập nheo mắt lại lạnh lùng nói đêm nay Mông Sơn Ngũ Hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Chương 303: Khiếp sợ. Mặc dù Mông Sơn Ngũ Hữu đối với quyết định này của Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ hắn có lý nên không phản đối. Nhưng khi vị trung niên nữ tử kia tựa hồ tò mò hỏi một câu về thân phận thật sự của hai người hắc sát giáo kia, lại nhìn như đóng đinh vào Hàn Lập làm hắn chỉ cười nhàn nhạt, nhạt, nói đến buổi tối hành động thì mọi người tự nhiên sẽ biết. Lời này khiến nàng ta dù không muốn nhưng cũng không truy vấn tiếp, lại làm ra bộ dáng lãnh đạm, thờ ơ. Không lâu sau Tần Bình theo lệnh Tần Ngôn đem mông sơn ngũ hữu đưa đến một đình viện khác ở phụ cận để an trí chỗ chú chân. Hàn Lập nhìn thân ảnh mấy người đi xa, trong mắt liền lộ ra một loại thần sắc cổ quái, đột nhiên thì thầm tự nói một câu về điều gì đó nhưng không ai có thể nghe thấy rõ ràng. Buổi tối sau khi mọi người đã dùng cơm, tại trong phòng khách thanh âm Việt, mông sơn ngũ hữu đều tụ tập lại, chuẩn bị đến đêm khuya theo như lời Hàn Lập nói, mới bắt đầu hành động. Kỳ quái, như thế nào mà nghĩ không ra đây? Lão tứ tuổi chừng 30, tại đại sảnh không ngừng lắc lắc đầu, mang theo vẻ khó hiểu. Tứ ca, vẫn còn nghĩ sao, nữ tử nhỏ tuổi nhất ngồi lười biếng ở trên ghế nói, lộ ra vẻ mặt cười mà như không phải cười. Tứ ca, người luôn nói hàn tiền bối lão nhân ra nhìn quen mắt, nhất định trước kia đã gặp mặt qua một lần ở nơi nào đó, nhưng là chính mình lại căn bản nghĩ không ra khi nào, ở đâu. Điều này làm tiểu muội không quá tin tưởng không phải là rất muốn cùng hàn tiền bối lão nhân ra đạt được quan hệ nên mới chính mình sinh ra ảo giác chăng. Rất rõ ràng, trong lời nói của nàng ta tràn ngập ý tứ trọng gẹo. Ừm, điều này rất có thể, dù sao vị tiền bối này tướng mạo không bắt mắt, tứ đệ thấy quen mặt, đây là một việc thực sự bình thường. Lão nhị cao gầy vừa thưởng thức trà thơm, vừa trêu chọc nói.